Chương 1467, ước hẹn sáu nước. Đạo Phương. Đợi sau khi rời khỏi Như Phong Giới về nhà, ta phải tới Hồ Đạo Thượng cổ kia một chút mới được. Mạnh Hạo trầm tư một lúc, rồi sau đó thu hồi suy nghĩ trở về hiện tại, nhìn Vũ Văn Kiên cười cười, hắn sao có thể nhìn nhận ra, tên Vũ Văn Kiên này trên thực tế đã sớm cảm ngộ thành công, nhưng lại cố tình kéo dài thời gian, hiển nhiên là muốn tính kế hắn. Mà một bố kia nhìn như tùy ý nhưng thực ra chính là mạnh hạo cố ý đánh tới cảnh cáo vũ văn kiên nhìn nụ cười của mạnh hạo vũ văn kiên càng thêm chột dạ vội ho một tiếng vỗ vỗ ngực tỏ ra rất dũng cảm mạnh hạo huynh đệ anh dũng phi phàm ha ha ba tên chó săn của đạo thiên mỗi một tên đều rất lợi hại nhưng rơi vào tay mạnh hạo huynh đệ lại bị bẻ gãy nghiền nát như gà đất chó cảnh vậy đệ nhất danh sách của sơn hải giới sau này không phải là mạnh hạo huynh đệ thì còn là ai chứ Vũ Văn Kiên tỏ ra vô cùng nịnh hót, nhưng vẻ mặt lại hết sức chân thành, như thể mỗi một câu nói của hắn đều xuất phát từ tận đáy lòng vậy, nói hay, nói hay, nhưng Vũ Văn Đạo hữu, thế giới ấn ký ta cho ngươi mượn vẫn còn đó chứ. Mạnh Hạo cười cười, nhìn Vũ Văn Kiên, chậm rãi nói, nụ cười Vũ Văn Kiên trở nên cứng đờ, trong đầu xoay chuyển hàng trăm ý nghĩ, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Mạnh Hạo, hắn liền chột dạ trong đầu liền phân tích hoàn cảnh hiện tại sau khi Mạnh Hạo giết chết danh sách, chết tiệt, lần như phong giới mở ra này, chính là khích lệ danh sách giết chóc lẫn nhau. Không thể trêu chọc tên sát tinh này được, nếu không, hôm nay sẽ gặp nguy. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Kiên không chút chậm trễ tay phải nâng lên, thế giới ấn ký lập tức lơ lửng xuất hiện, bay thẳng tới Mạnh Hạo, Mạnh Hạo thu lại, vẫn nở nụ cười như cũ, không chút đề cập đến việc hắn lấy đi thế giới ấn ký quốc gia thứ bảy nữa nếu như lúc trước vũ văn kiên không tính toán nhỏ nhen mà là cùng mạnh hạo chiến đấu với ba người hải đông thanh thì dĩ nhiên mạnh hạo cũng sẽ không đòi thế giới ấn ký quốc gia thứ bảy làm gì nhưng nếu vũ văn kiên đã tính kế vậy thì không trách được mạnh hạo trở mặt vũ văn kiên cười khổ hắn từ thể tu trở thành danh sách hơn nữa còn bảo tồn danh sách ấn ký được đến tận bây giờ tu luyện đến trình độ như vậy dĩ nhiên không phải hạng người ngu dốt chưa nói tới ngũ quan nhanh nhẹn nhưng đầu óc cũng linh hoạt không kém lúc này hắn cũng hiểu được mạnh hạo đã phát hiện ra tâm tư của mình lúc trước một bố kia chính là cảnh cáo mà không trả lại thế giới ấn ký quốc gia thứ bảy chính là trừng phạt như vậy cũng tốt trước mắt không ngờ như phong giới lại khích lệ danh sách giết chóc lẫn nhau thế giới ấn ký này chính là cục thang nóng bỏng càng giữ nhiều sẽ càng bị người khác giết chóc cướp ngược lại ta không có thế giới ấn ký chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không quá nguy hiểm nghĩ tới đây thái độ vũ văn kiên càng thêm kiên quyết ôm quyền với mạnh hạo mạnh hạo huynh đệ ngươi xem trời đã tối rồi vi huynh thì đang loạn cào cào nên không giữ huynh đệ nữa huynh đệ đi thông thả có rảnh rỗi thì tới gặp vi huynh vũ văn kiên lui về phía sau vài bước mở miệng cười ánh mắt mạnh hạo quét qua người vũ văn kiên vài lần vũ văn kiên lập tức cảnh giác một lúc lâu sau mạnh hạo mỉm cười phất tay áo xoay người định rời đi nhưng đúng lúc này Tại trung tâm thần miếu bỗng nhiên có một cột sáng phóng thẳng lên trời, kèm theo tiếng nổ đinh tai vang vọng khắp như phong giới. Cột sáng này không ngờ cũng giống như của mạnh hạo lúc trước, đều là 10.000 trượng. Cột sáng lớn 10.000 trượng phóng thẳng lên bầu trời, truyền ra tiếng nổ không ngừng, khiến cho bầu trời chấn động, hình thành vô số gợn sóng quét ngang như phong giới. Một màn này lập tức khiến đồng tử mạnh hạo co rút lại, Vũ Văn Kiên cũng biến sắc, cùng lúc đó, trên bầu trời lại hiện ra thế giới có những dãy núi và pho tượng kia. Ở đó, ngọn núi cao nhất vốn là pho tượng mạnh hạo, nhưng lúc này, ngọn núi kia bất ngờ hiện ra pho tượng thứ hai ngay cạnh pho tượng mạnh hạo. Pho tượng kia là một thanh niên, ánh mắt tràn ngập sát cơ, tỏa ra uy áp kinh người, càng khiến cho mạnh hạo thở gấp chính là, trong tay pho tượng kia không ngờ còn sách theo một cái đầu lâu, cái đầu này cho dù đã tử vong, vẫn có hàng khí tràn ngập ra, đạo thiên hắn chính là danh sách ở núi thứ nhất đạo thiên trong tay hắn là đầu lâu danh sách núi thứ hai vũ văn kiên thất thanh hô lên sắc mặt lập tức tái nhật hắn nhớ rất rõ ràng là thế giới ấn ký của quốc gia thứ hai đã sớm bị đạo thiên lấy đi còn danh sách ở núi thứ hai đã chạy trốn mất vừa rồi hắn suy đoán nếu không có thế giới ấn ký nguy hiểm cũng sẽ không quá lớn nhưng hắn không thể ngờ được rằng mới chỉ qua mấy hơi thở phán đoán của hắn đã hoàn toàn sụp đổ Danh sách ở núi thứ hai tử vong, dường như đã mở màn một cuộc loạn chiến, không cần biết ngươi có thế giới ấn ký hay không, thì nguy hiểm cũng đều rất lớn. Đúng lúc này, trên bầu trời như phong giới truyền ra một giọng nói lạnh lùng tan thương, vang vọng thắp bốn phương tám hướng, thưởng. Cổ bảo, sơn nhạc tiên tỏa, giờ phút này, toàn bộ danh sách còn lại đều chấn động, chuyện này phát triển quá nhanh, Mạnh Hạo vừa đánh chết Hải Đông Thanh, không lâu sau, Đạo Thiên cũng đánh chết một vị danh sách, ban thưởng cũng là cổ bảo. Mạnh hạo nhìn chầm chầm pho tượng đạo thiên trong thế giới kia, ánh mắt hắn lộ ra vẻ sắc bén. Sự cường hãn của đạo thiên mang lại áp lực không nhỏ cho hắn, hắn không biết giữa danh sách núi thứ hai và hải đông thanh, ai cường đại hơn, đạo thiên. Ánh mắt mạnh hạo lóe lên một cái, đang định rời đi thì bỗng nhiên Vũ Văn Kiên vội bay tới, lớn tiếng hô lên, mạnh hạo huynh đệ, ha ha, ngươi nhìn xem sắc trời đã tối rồi, đừng đi nữa ở lại nơi này thêm mấy ngày đi vũ văn kiên sợ thời khắc này sao hắn có thể để cho mạnh hạo rời đi như vậy chứ mạnh hạo ở chỗ này tối thiểu bọn họ cũng có hai người nếu đạo thiên tới chung quy phần thắng cũng lớn hơn một người mạnh hạo không thèm để ý xoay người định phóng đi xa vũ văn kiên tỏ ra gấp gáp trong đầu xoay chuyển hàng loạt ý nghĩ rồi hung hăng cắn răng một cái hô to mạnh hạo ta có biện pháp giúp ngươi không phí nhiều sức cũng có được thế giới ấn ký quốc gia thứ sáu mạnh hạo chợt dừng bước quay đầu nhìn về phía vũ văn kiên mạnh hạo chính cái thế giới ấn ký hiện tại đạo thiên đã có ba ngươi có bốn hai cái còn lại một cái ở quốc gia thứ ba một cái ở quốc gia thứ sáu mà tên đồng tử hồng bân ở quốc gia thứ sáu là bằng hữu sinh tử của ta ta cùng đi với ngươi tới quốc gia thứ sáu khuyên hắn giao ấn ký cho ngươi vũ văn kiên thấy mạnh hạo dừng lại vội vàng lên tiếng cứ như vậy ngươi sẽ có năm cái thế giới ấn ký chiếm cứ chủ động tuyệt đối chỉ cần ngươi không sợ đạo thiên danh sách núi thứ nhất thì cái thế giới ấn ký thứ sáu sẽ là của ngươi vũ văn kiên vỗ ngực lớn tiếng nói mạnh hạo lạnh lùng nhìn vũ văn kiên hắn cũng không quá tin tưởng lời tên này nói hai người tiếp xúc với nhau không lâu nhưng tên vũ văn kiên này đem lại cho hắn cảm giác không đáng tin cậy như kháo sơn lão tổ vậy ta không tin được ngươi mạnh hạo chậm rãi nói mạnh hạo huynh đệ ngươi nói vậy khiến ta rất thương tâm vũ văn kiên ta người cũng như tên làm người kiên trung nói chuyện kiên trung hành sự kiên trung mọi thứ đều kiên trung vũ văn kiên tỏ ra như thể bị làm nhục tức giận nói lúc trước ngươi từng nói hải đông thanh đã bị ngươi diệt hồn phách một lần mạnh hạo không có biểu hiện gì hờ hững nói vũ văn kiên không chút lúng túng cười ha hả nói mạnh hạo huynh đệ những năm qua vi huynh vẫn muốn bỏ cái thói xấu này ta cũng biết thói quen này không tốt, đã khiến cho mạnh hạo huynh đệ chê cười, sau này nhất định ta sẽ sửa lại, lúc trước ngươi cảm ngộ quá chậm. Mạnh hạo lại nói tiếp, ha ha, mạnh hạo huynh đệ không cần để lại mặt mũi cho vi huynh, không phải ta cảm ngộ chậm, mà là lúc đó có ý đồ khác, điểm này ta muốn xin lỗi ngươi, từ nay về sau, vi huynh tuyệt đối sẽ không tính kế ngươi nữa. Mạnh hạo dở khóc dở cười, hắn cẩn thận nhìn lại Vũ Văn Kiên vài lần, phát hiện tên này chẳng những nói chuyện không đáng tin cậy mà da mặt cũng thật dày nếu so đấu mặt dày người khác thật đúng là không phải đối thủ của hắn mạnh hạo huynh đệ lần này ngươi nhất định phải tin ta ta thật sự rất quen hồng bân ta đã từng cứu mạng hắn đó vẻ mặt vũ văn kiên tỏ ra vô cùng chân thành vỗ ngực bảo đảm với mạnh hạo nếu ngươi không lấy thế giới ấn ký ra được ta sẽ cho ngươi xem một chút ta trở mặt như thế nào mạnh hạo trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía Vũ Văn Kiên, bình tĩnh lên tiếng. Hắn không uy hiếp, nhưng câu nói bình tĩnh kia rơi vào trong tai Vũ Văn Kiên, khiến trong lòng hắn rất khẩn trương, liên tục gật đầu. Hai người không nói thêm nữa, Vũ Văn Kiên dẫn đường, hóa thành hai luồng cầu vòng, phá vỡ hư không bay thẳng từ quốc gia thứ bảy đến quốc gia thứ sáu, thân thể ma sát với bầu khí quyển truyền ra tiếng nổ vang. Không lâu sau, bọn họ đã đến quốc gia thứ sáu, vừa mới tiến vào quốc gia thứ sáu, quốc gia này liền truyền ra uy áp mãnh liệt giống như báo động trước vậy. Hồng Bân Đồng Tử đang trên quốc vận Sơn lập tức biến sắc, phát động màn sáng phòng hộ. Cùng lúc đó, chính tên Tùy Tùng cũng khoanh chân ngồi phân tán khắp bốn phương tám hướng, tạo thành trận pháp, chết tiệt, là đạo thiên tới sao, hay là có người nào đó đi ngang qua. Bất kể như thế nào cũng mở trận pháp ra trước, nếu thật sự là đạo thiên, chúng ta lập tức sẽ truyền tống trời đi. Tên đồng tử tỏ ra khẩn trương, Thời khắc này hắn sợ nhất là hai người, một là Đạo Thiên, một người khác, chính là Mạnh Hạo, người đã từng giết qua danh sách, được ban thưởng cổ bảo, hắn không thể không kiên kỵ, hắn cũng không muốn dùng mạng của mình để giúp đối phương đổi được một kiện cổ bảo. Trong khi tên đồng tử còn đang cảnh giác cao độ, thì tại bên ngoài quốc vận Sơn xuất hiện hai luồng cầu vòng từ xa xé gió bay đến, Vũ Văn Kiên bay phía trước, tốc độ cực nhanh, cứng trắng bay vào gần rồi hô lớn, hồng bân lão đệ, Vũ Văn Kiên tới bái phỏng gần như ngay khi hắn hô lên tiếng, đồng tử thấy được Vũ Văn Kiên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận, đứng phát dậy, tên Vũ Văn Kiên chết tiệt, hạng người khẩu Phật tâm xà, năm xưa ngươi gài bẫy ta một lần, ta chưa đi tìm ngươi, ngươi lại còn dám vác mặt tới tìm ta sao, phía sau ngươi là ai? Hắn lạc, chết tiệt, không ngờ ngươi lại dẫn hắn đến đây, Vũ Văn Kiên, Hồng Bân ta thề không đội trời chung với ngươi. Thanh âm chói tai của tên đồng tử truyền ra, khiến Vũ Văn Kiên tỏ ra hơi ngượng ngùng, theo bản năng nhìn về phía Mạnh Hạo thì thấy, Mạnh Hạo cũng đang cười lạnh nhìn mình, Mạnh Hạo huynh đệ chờ ta nửa nén hương, yên tâm, nhất định ta có thể làm được. Vũ Văn Kiên vội vàng lên tiếng rồi nhoáng lên một cái, bay thẳng tới quốc vận Sơn. Đăng bởi, admin, chương 1468, hắn đã tới. Trên quốc vận Sơn của quốc gia thứ sáu, sắc mặt hồng bân đồng tử trở nên âm trầm. Lúc này, chính tùy tùng xung quanh hắn đã sớm mở ra truyền tống trận chỉ cần thần niệm hồng bân vừa động sẽ lập tức truyền tống rời đi mà thế giới ấn ký của quốc gia thứ sáu cũng đang ở trong tay hồng bân hắn lạnh lùng nhìn vũ văn kiên đang bay nhanh tới nhưng cũng không lập tức truyền tống rất nhanh vũ văn kiên đã bay tới bên ngoài quần sáng phòng hộ quốc vận sơn không được hồng bân cho phép hắn không thể đi vào thời khắc này hắn đứng bên ngoài quần sáng nhìn hồng bân cười khổ Hồng Bân huynh đệ, ngươi hãy nghe ta nói, cút ngay, ai là huynh đệ với ngươi người đó xui xẻo. Sắc mặt Hồng Bân khó coi, quét mắt nhìn về Mạnh Hạo ở phía xa, đồng tử co rút lại, đối với người trong danh sách mới xuất hiện này, hắn vốn không coi vào đâu, nhưng sau khi tới như phong giới, Mạnh Hạo cường thế quật khởi, khiến cho những danh sách khác không thể không chú ý, đánh bại hàng thanh lôi, đánh bại lâm thông, lại đánh chết một vị danh sách, loại chiến tích này như mặt trời ban trưa, khiến những danh sách khác không thể không coi trọng ta chỉ cho ngươi thời gian nói ba câu sau ba câu ngươi từ đâu tới thì trở về nơi đó nếu không cùng lắm thì hồng mổ rời đi hồng bân đồng tử nghiến răng lên tiếng đi đâu ngươi có thể trốn khỏi như phong giới hay sao không cần biết ngươi chạy tới đâu nếu ngươi có giá trị ngươi cho rằng đạo thiên sẽ bỏ qua ngươi sao vũ văn kiên hét lớn một tiếng tỏ ra rất chính nghĩa nhìn hồng bân sắc mặt hồng bân trở nên khó coi hắn cũng biết trốn tránh không phải là kế lâu dài, nhưng hắn cũng không có cách nào, đạo thiên danh sách núi thứ nhất quả thực quá mạnh mẽ, ngươi còn hai câu. Hồng Bân âm trầm lên tiếng, bản thân ngươi khó có thể bảo toàn, ta cũng giống vậy, đều là do như phong giới chết tiệt này đột nhiên lại thay đổi quy tắc. Ta cũng không tin ngươi không nhìn ra đầu mối, càng không tin ngươi không nhận ra mục đích ta dẫn mạnh hạo tới, hợp tác cùng có lợi, phân tách tất có hại cả hai bên. Vũ Văn Kiên lại nói ra một câu, còn một câu nữa. Tay phải Hồng Bân nâng lên, truyền tống trận trên mặt đất ầm ầm vận chuyển, hắn nhìn chầm chầm Vũ Văn Kiên, chậm rãi nói, bà nội ngươi, lão tử không có thứ ba câu, ngươi nếu muốn đi, cút nhanh lên. Vũ Văn Kiên rống giận, Hồng Bân đồng tử sửng sốt, sắc mặt càng khó coi hơn, trong lòng rối tung, ánh mắt hắn lướt qua Vũ Văn Kiên, nhìn về phía mạnh hạo ở phía xa, hồi lâu sau liền nghiến răng nói, hắn có thể chiến thắng đạo thiên không, có lẽ hắn không thể cho dù cộng thêm ta và ngươi, có lẽ cũng không thể. Nhưng đây là cơ hội duy nhất, nếu không, không lâu sau chúng ta cũng sẽ bị đạo thiên lần lượt đánh chết. Vũ Văn Kiên khổ sở nói, Hồng Bân trầm mặt, nếu như Vũ Văn Kiên cho hắn một cái đáp án khẳng định, hắn sẽ lập tức mở ra truyền tống trận rời đi, hắn không tin lời nói Vũ Văn Kiên, nhưng lần này, không ngờ Vũ Văn Kiên lại khác thường như vậy, khiến Hồng Bân tỏ ra lưỡng lự, hắn muốn gì? Hồng Bân nhìn Vũ Văn Kiên, ngươi biết mà. Vũ Văn Kiên trầm mặt, một lúc lâu sau nhìn Hồng Bân nói, Hồng Bân đạo hữu, mặc dù ta từng tính kế ngươi, nhưng ngươi cũng phải thừa nhận rằng, lần đó ta cũng không hại ngươi. Hồng Bân nghiến răng, vung tay một cái, lập tức thế giới ấn ký quốc gia thứ sáu chợt bay ra, xuyên thấu qua màn sáng, bay qua Vũ Văn Kiên, phóng thẳng tới Mạnh Hạo, nếu đã muốn lấy lòng, thay vì cho Vũ Văn Kiên, không bằng trực tiếp cho Mạnh Hạo. Ánh mắt mạnh hạo lóe lên một cái, giơ tay bắt lấy, rồi nhìn về phía hồng bân đồng tử bên trong quần sáng. Mạnh hạo đạo hữu, ta không biết tên Vũ Văn Kiên Giang trá kia nói với ngươi những gì, ta và ngươi lần đầu gặp nhau, hồng mổ chỉ có một câu nói. Đạo thiên đã bắt đầu giết chóc, hồng mổ không cam lòng bị đánh chết, Vũ Văn Kiên cũng vậy, nếu ngươi chiến đấu với đạo thiên, ngươi phải cần tới chúng ta, tối thiểu là trước khi đạo thiên chưa chết, ngươi còn cần tới chúng ta. Hồng Bân nhìn Mạnh Hạo, nhấn mạnh từng chữ nói, Mạnh Hạo cầm thế giới ấn ký, trầm ngâm một lát, rồi gật gật đầu, nếu như vậy, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Mạnh Hạo chậm rãi nói, hắn vừa dứt lời, Hồng Bân chợt sửng sốt, mục đích của hắn chính là muốn một câu trả lời chắc chắn, nhưng không ngờ Mạnh Hạo lại trả lời như vậy, Vũ Văn Kiên cũng trợn tròn mắt, hai người trầm mặt nhìn nhau một cái, tiếp theo vẻ mặt đều lộ ra quyết đoán, Mạnh Đạo hữu thật sảng khoái, Hồng Mổ không cần chuẩn bị, hiện tại có thể chiến ngay. Hồng Bân vừa dứt lời, liền từ bên trong truyền tống trận đứng lên, tu vi toàn thân ầm ầm vận chuyển, khí thế bạo phát hóa thành gió lốc, phóng thẳng lên bầu trời, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, ánh mắt Vũ Văn Kiên cũng lộ ra vẻ quyết đoán, cũng bộc phát tu vi, tạo thành luồng lốc xoáy thứ hai, dung nhập với Hồng Bân. Lốc xoáy dữ dội cuốn lên bầu trời tạo thành khí thế kinh người, khiến mặt đất rung rẩy, khiến không gian vặn vẹo khí thế kia như hai ngọn đèn lóe lên trong đêm tối muốn nói cho tất cả danh sách biết bọn họ sẽ chiến đấu với đạo thiên mạnh hạo hít sâu một hơi sau khi thu hồi thế giới ấn ký của quốc gia thứ sáu khí thế của hắn cũng rầm rầm bạo phát rất nhanh đã áp đảo khí thế của vũ văn kiên cùng hồng bân long trời lỡ đất ba người bọn họ đều là danh sách đồng thời triển khai khí thế hóa thành chiến ý cuốn lên bầu trời tuyên chiến với đạo thiên đây chính là dương mưu không chút ẩn tàng không chút tính kế đường đường chính chính trực tiếp tuyên chiến. Giờ phút này, những phàm nhân trên như phong giới không cảm nhận được gì, chỉ cảm thấy thế giới như thể trở nên ngột ngạt, đè nén. Tu sĩ thì có thể phát hiện một chút, có thể thấy được thiên địa biến hóa, mặt đất rung rẩy, bầu trời hỗn loạn, duy chỉ có những người trong danh sách mới có thể nhận ra chiến ý ngập trời đến từ ba người mạnh hạo. Hàng Thanh Lôi và Lâm Thông đều đang núp trong như phong giới, không trở lại quốc gia của mình mà ấn giấu ở nơi khác thời khắc này tại bên trong một ngọn núi hàng thanh lôi ngẩng mạnh đầu nhìn về phía quốc gia thứ sáu sắc mặt biến hóa lâm thông đang trốn trong một đầm nước lúc này đầm nước trở nên cuộn trào hắn khoanh chân ngồi dưới đáy đầm nước ngẩng mạnh đầu tỏ ra ngưng trọng bên trong quốc gia thứ tư đạo thiên danh sách núi thứ nhất đang triển khai tốc độ cao nhất bay đi lúc này hắn chợt ngừng lại nhìn về phía quốc gia thứ sáu ánh mắt lập tức lóe lên cười nhạt một cái hắn đã nhận ra chiến ý ẩn chứa bên trong ba cổ khí thế kia, cũng nhận ra ý đồ tuyên chiến với hắn, các ngươi muốn chiến, đạo mổ sẽ chiến. Đạo thiên ngạo nghễ lên tiếng, khí thế toàn thân chợt bạo phát thành gió lốc, hóa thành một con thương long, gầm thét vang trời, tiếng rồng ngâm long trời lỡ đất, khiến phong vân biến sắc, khiến bầu trời nghịch chuyển, không ngờ so với khí thế ba người mạnh hạo hợp lại, lại. Không kém chút nào, thậm chí mơ hồ còn mạnh hơn một chút, hắn ngán lên một cái, trong tiếng nổ tầm ầm triển khai tốc độ cao trực tiếp phá vỡ hư vô hóa thành vô số tàn ảnh từ nơi quốc gia thứ tư bay thẳng tới quốc gia thứ sáu một đường nổ vang tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung bên ngoài quốc vận sơn của quốc gia thứ sáu trong lúc khí thế ba người đều bột phát ra bọn họ cũng cảm nhận được khí thế đến từ đạo thiên đáp lại vũ văn kiên lập tức sắc biến sắc chết tiệt hắn còn mạnh hơn chúng ta đồng tử mạnh hạo co rút lại hắn chưa từng gặp qua đạo thiên danh sách núi thứ nhất này, nhưng đã nghe được những danh sách khác nhắc tới, biết được đạo thiên rất mạnh, từ 30 năm trước đã được gọi là đệ nhất danh sách, có lẽ trong số danh sách 30 năm trước, cũng có người vượt qua chiến lực của đạo thiên, nhưng tại như phong giới này, trình độ của đạo thiên chính là cường đại nhất, mạnh hạo hít sâu một hơi, hai mắt sáng ngời, chiến ý càng thêm đậm đặc, mà ở bên trong quần sáng quốc vận sơn, hồng bân vẫn đang rúng động, thầm kêu khổ không thôi sau khi cảm nhận được khí thế của đạo thiên, dũng khí lúc trước của hắn đã xẹp bớt, hồng mổ am hiểu về trận pháp, nên sẽ không rời khỏi quốc vận sơn, ta ở nơi này có quần sáng phòng hộ, dùng pháp thuật công kích đạo thiên, phụ trợ cho mạnh huynh và vũ văn huynh. Hai mắt hồng bân lóe lên một cái, lập tức lên tiếng, vũ văn kiên đang định nói chuyện, nhưng sau khi chần chờ một chút, hắn liền hung hăng cắn răng một cái, trên mặt lộ ra vẻ quyết đoán và liều mạng, ta là thể tu, có được thần thể, trận chiến này mạnh hạo huynh đệ là chủ lực nhưng dù sao ngươi vẫn chưa từng giao thủ với đạo thiên vậy thì để ta chiến đấu trước tranh thủ cho mạnh hạo huynh đệ một ít thời gian thích ứng đạo thiên vũ văn kiên vừa nói ra câu này hồng bân liền sửng sốt hắn không ngờ vũ văn kiên một kẻ nhìn như trung hậu mà trong bụng đầy gian trá kia lúc này lại làm ra quyết định như vậy mạnh hạo cũng nhìn vũ văn kiên nhiều hơn vài lần cũng tốt quả thật ta cũng cần quan sát một chút mạnh hạo suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu Ba người không nói gì nữa, mà đều khoanh chân tĩnh tọa, vừa giữ vững bản thân ở trạng thái đỉnh phong, vừa chờ đợi đạo thiên tới. Vũ Văn Kiên lấy ra một bình thuốc, trầm mặt một lúc rồi một nuốt vào, thân thể hắn lập tức trung lên nhẹ nhẹ, toàn thân bất ngờ tràn ra hào quang màu đỏ, thần huyết. Mạnh hạo đột nhiên hỏi, một giọt cuối cùng, Vũ Văn Kiên trực tiếp bóp nát bình thuốc, ra hiệu đó quả thật là giọt cuối cùng, lấy được từ đâu vậy? Mạnh hạo lại hỏi, sát thần mà có được. Vũ Văn Kiên hờ hững nói, nếu Mạnh Hạo Huynh đệ cảm thấy hứng thú, lần này nếu ta không chết, sau này ngươi tới núi thứ bảy, ta sẽ dẫn ngươi đi thần vực giết thần, được. Mạnh Hạo gật đầu, thời gian dần trôi qua, lúc này, trên bầu trời quốc gia thứ năm, thân hình đạo thiên đang ầm ầm lao đi, nơi hắn đi qua thiên địa chấn động rung rẩy, bầu trời cũng bị xé ra một khe nứt. Trên cánh tay của đạo thiên bất ngờ cuốn một sợi xích sắc màu đỏ, sợi xích sắt này tản ra khí tức cổ bảo, chính là sơn nhạc tiên tỏa hắn được ban thưởng khi giết chết danh sách núi thứ hai. Trên xích sắt mơ hồ có lực lượng núi cao vây quanh, thỉnh thoảng lại xuất hiện hư ảnh từng ngọn tiên sơn, vẻ mặt hắn lạnh như băng, tỏ ra ngạo nghễ và tự tin, trong tiếng nổ tầm ầm, hắn trực tiếp vượt qua quốc gia thứ năm, bước chân vào quốc gia thứ sáu. Trong nháy mắt khi hắn đi vào quốc gia thứ sáu, cả quốc gia thứ sáu liền xuất hiện uy áp ngập trời, mặt đất chấn động mạnh, hắn đã tới trên quốc vận sơn của quốc gia thứ sáu hồng bân đồng tử lập tức hô lên ánh mắt vũ văn kiên sáng lấp lánh đứng lên vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng trước giờ chưa từng có mạnh hạo hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn về phía xa hắn có thể đã nhận ra ở nơi đó đang có một cổ lực lượng khí huyết long trời lở đất chấn động bầu trời ầm ầm lao đến đăng bởi admin chương 1469, chiến đạo thiên đạo thiên đã tới hắn khoái động bầu trời trung chuyển mặt đất, tựa như một vị vương giả từ trên cửu thiên bước qua cửu địa, dùng một loại khí thế gần như vô địch, từ trong thiên địa sải bước đi tới, mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều ầm ầm chấn động, hiện ra một dấu chân to lớn, tựa như có một người khổng lồ đang tới gần vậy, trên người hắn mặc trường bào màu trắng, mái tóc dài màu đen, gương mặt tuấn lãng trông rất siêu phàm thoát tục, nhất là cặp mắt sáng lấp lánh như ánh sao, khiến người ta nhìn tới như muốn đắm chìm vào trong đó, chìm đắm trong tinh không lấp lánh hắn, chính là Đạo Thiên, danh sách núi thứ nhất, cũng là người mạnh nhất trong danh sách từ cách đây 30 năm trước. Hắn không có vương miệng, nhưng khí thế của hắn tạo cho người ta cảm giác như một vị đế vương. Hắn không có đế bào, nhưng trường bào màu trắng lại như đại biểu cho cả bầu trời vậy. Hắn chậm rãi đi tới, ung dung mà lạnh lùng, ánh mắt hướng xuống nhìn về phía đám người mạnh hạo như nhìn con kiến. Duy chỉ có mạnh hạo nơi đó, mới khiến hắn lộ ra chút hứng thú. Chính là ba người các ngươi muốn khiêu chiến ta sao? thanh âm lạnh như băng từ trong miệng đạo thiên truyền ra, hắn đứng ở giữa không trung, chỉ đơn giản nói một câu, nhưng lại như sấm sét nổ vang, như muốn xé rách hết thảy ngăn cách, trực tiếp truyền vào trong đầu ba người mạnh hạo, thân thể vũ văn kiên chấn động mạnh, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp lui về phía sau vài bước, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt hắn hiện ra vẻ hoảng sợ, ngửa mặt lên trời thét lớn, đạo thiên. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên phóng thẳng tới đạo thiên, thời khắc này, khóe miệng hồng bân cũng tràn ra máu tươi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ hắn không ngờ rằng chỉ một câu nói của đạo thiên lại có thể khiến mình bị thương quần sáng phòng hộ tựa như không có chút tác dụng nào vậy thấy vũ văn kiên lao ra hồng bân cũng nghiến răng bấm quyết phát ra một chỉ về phía về đạo thiên trên bầu trời lập tức huyển hóa ra từng viên tinh tú sáng lấp lánh ầm ầm đập thẳng tới đạo thiên xung quanh đạo thiên bất ngờ xuất hiện từng sợi dây nhỏ như tạo thành trận pháp nhanh chóng chuyển động như muốn giết chết hắn, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thanh âm của Đạo Thiên không tạo thành ảnh hưởng lớn đối với hắn, nhưng khi đối mặt với Đạo Thiên, Mạnh Hạo lại cảm nhận được một cổ áp lực mãnh liệt, áp lực này đến từ Đạo Thiên, đến từ chiến lực và tu vi cường hãn của hắn, trong số những người ta đã gặp, hắn chính là người mạnh nhất trong cùng thế hệ. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên vẻ lạnh lùng, cất bước đi ra, thất thần đạp bất ngờ triển khai, khí thế bạo phát Hết thảy điều này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ mới xảy ra trong phút chốc. Đạo Thiên cười nhạt một tiếng, dường như không thèm để ý chút nào tới ba người bọn họ, các ngươi không xứng được xưng là danh sách. Vừa dứt lời, tay phải của hắn vung lên bầu trời, lập tức không gian xung quanh hắn bất ngờ như bị sốc lên, trực tiếp cuốn về những viên tinh tú đang lao tới, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Những tinh tú kia chưa kịp phủ xuống, đã hoàn toàn sụp đổ nổ tung. Tiếp đó, chân phải đạo thiên nâng lên giậm mạnh một cái dưới chân hắn ầm ầm rung chuyển cùng với đó là một cổ gợn sóng bỗng nhiên xuất hiện ầm ầm cuốn tới trong nháy mắt đã va chạm với những sợi dây nhỏ tạo thành trận pháp kia đám dây nhỏ lập tức truyền ra tiếng phực phực toàn bộ đứt lìa mà sau khi đạo thiên bước xuống một bước tay phải hắn lại điểm ra một chỉ hướng về vũ văn kiên đang vọt tới nhấn mạnh một cái sáu chín thần thể biến thứ chín vũ văn kiên ngửa mặt lên trời rống lớn thân thể ầm một tiếng chợt trở nên to lớn như một người khổng lồ hắn bay lên bạo phát ra toàn bộ lực lượng hai đấm đồng thời đấm về phía đạo thiên cùng ngón tay của đạo thiên trực tiếp va chạm giữa không trung trong chớp mắt hai nắm đấm của vũ văn kiên máu thịt be bét lộ ra xương cốt hắn phát ra tiếng hét thảm thân hình bị chấn lui lại phun ra máu tươi không ngờ hai đấm của hắn lại không chống lại được một ngón tay của đạo thiên mạnh hạo thầm rúng động hắn đã từng đấu qua với vũ văn kiên hắn biết dưới trạng thái của mình hiện tại không có khả năng chỉ bằng một ngón tay đã khiến cho vũ văn kiên bị thương nặng không thể nào ngươi 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 đến cùng đã cưỡng ép tu vi hạ xuống dưới cổ cảnh mấy lần rồi vũ văn kiên lạc giọng rống lớn bị một ngón tay của đạo thiên khiến cho bị thương nặng đối với hắn mà nói chính là đã kích quá lớn ít ngồi đáy giếng đạo thiên hờ hững lên tiếng lại bước tới một bước không ngờ hắn lại trực tiếp vượt qua mạnh hạo không va chạm với mạnh hạo trong nháy đã xuất hiện ở bên ngoài quần sáng phòng hộ của quốc vận sơn quốc gia thứ sáu vũ văn không xứng được gọi là danh sách mà hồng bân ngươi lại càng không xứng đạo thiên cười ngạo nghễ tay phải nâng lên phát ra một chỉ về hướng quần sáng một chỉ này của hắn không ngờ lại có hư ảnh nhật nguyệt vây quanh mạnh mẽ đâm tới quần sáng vẻ mặt hồng bân bên trong quần sáng trở nên dữ tợn hai tay bấm quyết lập tức vô số ánh sáng từ trên người hắn bột phát ra phải tới chừng ngàn vạn tia sáng trong tiếng nổ tầm ầm khuếch tán những tia sáng kia như tạo thành một dòng sông ngân hà phóng thẳng tới đạo thiên đạo thiên vẫn tỏ ra ngạo nghễ như cũ trong nháy mắt ngón tay của hắn đã đụng lên quần sáng truyền ra tiếng nổ tầm ầm quần sáng rung mạnh vặn vẹo dữ dội tại vị trí đầu ngón tay đạo thiên va chạm với cuốn sàn trực tiếp xuất hiện từng cái khe nứt vỡ đạo thiên hô lên một tiếng những khe nước kia liền cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt đã bao trùm cả quần sáng, ầm ầm sụp đổ. Dòng sông Ngân Hà của Hồng Bân lúc này mang theo lực lượng kinh thiên, đánh về phía đạo thiên. Cùng lúc đó, sắc mặt Hồng Bân trở nên tái nhợt, lộ ra vẻ khủng khiếp, hắn không chậm trễ chút nào, tay phải vỗ mạnh lên mặt đất, bỗng nhiên triển khai truyền tống trận, chính tùy tùng xung quanh hắn toàn bộ phun ra máu tươi, dùng sinh mạng để triển khai truyền tống, chút tài mọn, đạo thiên bình tĩnh nói, hắn cũng không thèm nhìn tới dòng sông Ngân Hà kia. Khi dòng sông Ngân Hà kia đụng tới, thân thể hắn bỗng nhiên hóa hư, bất ngờ xuyên thấu qua sông Ngân Hà, khi hắn xuất hiện lại, đã ở trên quốc vận sơn của quốc gia thứ sáu, trong khoảnh khắc khi Hồng Bân truyền tống, chân phải hắn nâng lên, dậm xuống ngọn núi, rầm 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 rầm, rầm. một cổ khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bột phát ra, toàn bộ quốc vận sơn trong một cái chớp mắt này, không ngờ trực tiếp chia năm xẻ bảy, hoàn toàn sụp đổ vô số đá vụn cuốn ngược, chính tên tùy tùng xung quanh Hồng Bân toàn bộ nổ tung, mà truyền tống trận cũng bị ngạnh xanh cắt ngang, khiến cho Hồng Bân phun máu tươi cấp tốc lui về sau, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, cứu ta. Hắn là danh sách, hắn có kiêu ngạo của mình, nhưng trong thời khắc sinh tử này, hắn không thể không buông xuống niềm kiêu ngạo của mình, nhanh chóng lui về sau. Vũ Văn Kiên rống giận, nhanh chóng vọt tới, Mạnh Hạo cũng bay nhanh tới sự cường hãn của đạo thiên, khiến mạnh hạo vô cùng khắc sâu, từ khi hắn tu hành đến nay, đã giao chiến vô số với những người cùng thế hệ, nhưng cũng không có một ai có thể so sánh với tên đạo thiên này, đây mới chính là danh sách sao. Trong lòng mạnh hạo chấn động, thái độ ngạo nghễ xem thường danh sách sau khi chiến thắng hàng thanh lôi, lâm thông cùng với hải đông thanh trước đó, trong một cái chớp mắt này đã tan thành mây khói, ai cũng không thể cứu được ngươi. Đạo thiên tự tin cười nói, dáng vẻ phong vân đạm khinh, thân thể hóa thành một cái bóng mờ, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Hồng Bân, tay phải hắn nâng lên, bỗng nhiên điểm ra một chỉ về mi tâm của Hồng Bân, tốc độ xuất chỉ cực nhanh, chỉ trong tích tắc đã sắp chạm vào trán của Hồng Bân. Đúng lúc này, bỗng nhiên lôi đỉnh của Mạnh Hạo chợt xuất hiện nơi tay phải, sấm chớp nổ vang bạo phát, vô số tia chớp từ Mạnh Hạo bắn ra xung quanh, trong phút chốc thân thể hắn chợt biến mất, khi xuất hiện lại, bất ngờ đã ở trước mặt Hồng Bân mà đạo thiên chỉ thấy hoa mắt một cái, lập tức liền hoán đối vị trí với mạnh hạo, cường hãn như hắn, trong một cái chớp mắt này cũng đều tỏ ra sửng sốt, trong khoảnh khắc hắn đang ngây người, thanh âm mang theo sát cơ của mạnh hạo đã ầm ầm truyền ra, chí tôn pháp, chí tôn kiều. Mạnh hạo phất tay, bộc phát ra toàn bộ tu vi, 123 đầu tiên mạch, 33 thiên, ngưng tụ thành chí tôn pháp của hắn, tạo thành chí tôn kiều, ầm ầm ném tới đạo thiên đang ngẩn người tại chỗ kia thời khắc này hồng bân bên cạnh mạnh hạo đã không còn đường lui vừa rồi hắn trải qua cửu tử nhất sinh lúc này hắn không chần chờ nữa vung tay bấm quyết lập tức mi tâm của hắn xuất hiện một khe nứt bất ngờ có hai con cá bay ra hai con cá này một đen một trắng ngậm đuôi chuyển hóa lẫn nhau trải rộng ra giữa không trung tạo thành một cái vòng tròn âm dương bất ngờ tạo thành một bộ trận đồ tràn ra khí tức tang thương đây chính là chí tôn pháp của hồng bân chí tôn pháp âm dương đạo lúc này vũ văn kiên liền ngửa mặt lên trời rống lớn ánh sáng đỏ trên người hắn tỏa ra hào quang ngập trời giọt thần huyết lúc trước hắn nuốt vào lúc này toàn bộ được hòa tan trong cơ thể trong chớp mắt này hắn cũng thi triển ra chí tôn pháp của bản thân ầm ầm đánh tới chí tôn pháp diệt thần đồ vũ văn kiên phất tay quần áo nửa người trên của hắn lập tức trở thành tro bụi phía sau lưng cùng trước ngực của hắn bất ngờ có máu tươi chuyển động tạo thành một bộ đồ án bằng máu trên huyết đồ vẽ vô số vị thần khổng lồ đang bị tàn sát, sát khí ngập trời. Thời khắc này, khí thế từ trên thân thể Vũ Văn Kiên bộc phát ra, bất ngờ khiến cho thiên địa xung quanh như lâm vào khung cảnh sát thần, bầu trời trở thành màu máu, từng đạo hư ảnh xuất hiện, long trời lỡ đất, tập hợp chí công pháp của ba người mạnh hạo, Vũ Văn Kiên và Hồng Bân, trong một sát na này, toàn bộ triển khai, đạo thiên lần đầu tiên biến sắc, tay phải hắn nâng lên, trong giây lát liền đánh vào lồng ngực của mình. Trong chớp mắt, trái tim của hắn truyền ra tiếng đập mạnh, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trong khoảng thời gian cực ngắn, trái tim của hắn đã đập lên 9 lần, thanh âm này còn hơn cả thiên lôi, khiến thế giới rung chuyển, cùng lúc đó, khí tức đạo thiên cũng không ngừng bạo phát lên, mỗi một tim đập, khí tức của hắn đều tăng gấp đôi, tản ra khí tức cổ cảnh, sau 9 lần, sự cường hãn của hắn đã khó có thể hình dung, 9 lần khí tức cổ cảnh bạo phát, khiến cho hắn như hóa thân của ma thần ngửa mặt lên trời rống lớn, khiến bầu trời biến sắc. Ta đã bước chân vào cổ cảnh chín lần, rồi lại áp chế rất xuống tu vi chín lần để đột phá lại. Những tên yếu ớt các ngươi sao có thể so sánh được chứ? Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Thanh âm của đạo thiên mang theo uy áp kinh người, áp chế ba người mạnh hạo vô cùng mãnh liệt. Chín lần bước chân vào cổ cảnh rồi lại áp chế rất xuống, lựa chọn đột phá lại. Đó là bởi vì chín lần đó, ngươi đều sai lầm. Nếu đúng đường, chỉ một lần là đủ rồi. Ánh mắt mạnh hạo lóe lên một cái, lên tiếng, rồi lập tức thúc đẩy trí tôn pháp đánh tới. Đăng bởi, admin, chương 1470, Hồng Bân chết trận. Đạo thiên sắc mặt ngạo nghễ đối mặt với trí tôn pháp của ba người mạnh hạo, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, toàn thân bột phát khí thế, tay hắn nâng cao, vung mạnh ra bốn phương tám hướng, trí tôn pháp của ta, ta gọi là chí tôn họa. Hắn vừa nói ra, chỉ trong chớp mắt, lập tức ở trước mặt hư không vặn vẹo, bị xé rách, rồi bay ra một quyển tranh cuộn, cuộn tranh này màu đen, tản ra ý tang thương cổ xưa, dường như đã rất lâu rồi nó cũng chưa mở ra, sát khí vô tận bao quanh cuộn tranh, sát khí quá lớn, vừa xuất hiện đã khiến cho thiên địa biến sắc, làm cho gió mây đổi chiều. Sát khí mãnh liệt thật khó có thể hình dung. Cả đời này Mạnh Hạo chưa bao giờ nhìn thấy sát khí mãnh liệt như vậy sát khí này phản phất như đã tru diệt vô số tồn tại, diệt sát hết đời này đến đời khác, lấy sát mà trở thành chí tôn. bầu trời nổ vang, trong nháy mắt trở nên vạn vẹo. dưới ảnh hưởng của sát khí, cả bầu trời đều đổi thành màu đen, dường như che lấp toàn bộ bầu trời, khiến cho không gian trở nên tối đen như mực. mặt đất chấn động, dưới sát khí này, bỗng nhiên nổi lên sương mù. sương mù này vừa tản ra, cả không gian như bị biến đổi, nội tâm mạnh hạo chấn động mãnh liệt. Vũ Văn Kiên cũng như vậy, đồng tử Hồng Bân cũng trên mặt biến sắc, dường như bên trong cuộn tranh này, ẩn chứa một hung thần kinh thiên chấn địa. Chỉ mới là sát khí đã khiến cho thiên địa trở nên tâm tối trong chốc lát, chí tôn hòa, mở. Đạo thiên ngạo nghệ lên tiếng, tay hắn kết ấn chỉ vào cuộn tranh, lập tức cuộn tranh vô thanh vô tức từ từ mở ra, nhưng không mở hết chỉ mở ra ba phần. Có thể thấy được rõ ràng là một bức tranh, vẽ một thế giới vô cùng kỳ dị, nơi đó tối đen như mực nếu xem xét cẩn thận có thể thấy nó giống như một vùng đất tràn đầy tử khí những nơi khác không thể thấy được trừ phi cuộn tranh này được mở ra hết nếu không chỉ có thể nhìn thấy một góc nhưng chỉ một góc này đã có một sức mạnh của thiên địa không thể hình dung kèm theo đó là sát khí vô cùng lớn sát khí từ trong cuộn tranh ầm ầm bộc phát khuếch tán ra bốn phía trời như sụp xuống thế giới như bị đổ nát một lực đạo mạnh mẽ đánh thẳng vào người vũ văn kiên phá vỡ chí tôn pháp của hắn xé rách chí tôn pháp của Vũ Văn Kiên tạo thành một màn máu. Hắn phun ra máu tươi, thân thể bị đánh bật ra, mạnh hạo cả người như bị dãy núi đánh trúng, toàn thân chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể bịch 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 lui về phía sau mười mấy trượng, đối mặt với trí tôn pháp kinh khủng của đạo thiên, mạnh hạo phát hiện, mình lại không thể đi rung chuyển, cuộn tranh kia rốt cuộc là vẽ thứ gì. Mạnh hạo thầm khiếp sợ trong lòng, mà thảm nhất chính là đồng tử hồng bân, hắn ọc một tiếng, Máu tươi phun trào, thân thể bị đánh bật mạnh ra sau. Nhưng hắn lui chưa được bao xa, một cái bóng mờ trong khoảnh khắc đã tới gần, chính là đạo thiên, sắc mặt lúc này có chút tái nhật. Hiển nhiên trí tôn pháp của ba người mạnh hạo đối với hắn mà nói, không giống như trước không thèm để ý, có thể khiến cho đạo thiên thi triển trí tôn pháp để đối kháng, nếu có tùy tùng của hắn ở đây nhất định sẽ một phen kinh hoảng. Bởi vì người kiêu ngạo như hắn, đúc cùng người khác đối pháp gần như chưa bao giờ thi triển trí tôn pháp, trừ phi là có kẻ tu vi cao hơn, hắn mới phải dùng đến trí tôn pháp để trấn áp, mà lúc này, đối mặt với ba người mạnh hạo, hắn phải thi triển trí tôn pháp chứng tỏ ba người này liên thủ đã khiến cho đạo thiên cảm thấy bất an. Lúc này, nguy hiểm cũng đã không còn, đạo thiên mặc dù buộc phải thi triển trí tôn pháp nhưng hắn đã xoay chuyển chiến cuộc. Lúc này, Hồng Bân đang ở ngay trước mặt hắn, trong mắt sát y vừa nhoáng, tay đã vung lên đánh tới hướng Hồng Bân, tay vừa vung, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phát ra trong tiếng nổ tầm ầm hóa thành một trời sát khí đánh thẳng xuống người hồng bân mắt thấy mình sắp bị sát khí kia bao phủ hồng bân trong mắt lộ ra điên cuồng ngửa mặt lên trời rống lớn trong chớp mắt đạo thiên đánh tới hồng bân đã tự mình nổ tung cặp mắt hắn đỏ thẫm pháp lực trong cơ thể bộc phát hoàn toàn ra ngoài nổ vang một tiếng đạo thiên mắt vừa co rút liền vung tay áo dùng ống tay áo cản lại lực lượng tự bạo kia. Thân thể hồng bân vỡ tan, hóa thành gió lốc, ầm ầm khuếch tán ra bốn phía, chấn động quá mãnh liệt khiến trời cao như sụp đổ, vỡ vụn. Sát khí của đạo thiên cũng không khỏi bị lực tự bạo của hồng bân cản lại. Đạo thiên sắc mặt có chút tái xanh, chấn thương không nhẹ nhưng không có phun ra máu, mà hồng bân, lập tức chấp thời cơ, màn máu ngưng tụ lần nữa hóa thành hồng bân, hắn vừa xuất hiện liền lui về sau, cứu ta. Hồng Bân hét lên, hắn có hồn bất diệt. Năm đó ở núi thứ sáu, hắn đã từng dùng một lần, lần này lại tự nổ tung, sẽ không có hồn bất diệt che chở nữa, một khi tử vong chính là hoàn toàn chết đi. Lúc Hồng Bân cầu cứu, Mạnh Hạo và Vũ Văn Kiên đã sớm chạy tới. Mạnh Hạo vừa phất tay, thần hỏa ngập trời. Vũ Văn Kiên tức giận trống lớn, toàn thân phát ra ánh sáng đỏ, vẽ ra một phiến huyết ảnh. Huyết ảnh hóa thành một người khổng lồ hư ảo màu máu, Đánh về phía đạo thiên, đạo thiên hừ lạnh một tiếng, ngược lồ màu máu của Vũ Văn Kiên vừa tới, hắn liền kết ấn, ngay lập tức tiên khóa trên cánh tay liền biến mất. Nhưng, tiên khóa bất ngờ xuất hiện trên ngón tay hắn, hắn ném mạnh ra, tầm một tiếng, tiên khóa cùng bóng dáng màu máu trực tiếp va chạm, tiếng nổ vang vọng trời đất. Bóng dáng màu máu kia lập tức sụp đổ, tiên khóa vẫn không dừng lại, đánh tới phía Vũ Văn Kiên, về phần mạnh hạo, là trong lòng đạo thiên để ý nhất hắn nhìn thấy thần hỏa ập vào mặt trong mắt lóe sáng căn nguyên ta cũng có hắn mở miệng phun ra phía ngoài ngay lập tức một đạo sấm chớp xuất hiện một đạo sấm chớp màu đỏ vừa xuất hiện đã dẫn động mọi tia chớp của trời đất vô số sấm sét ầm ầm đánh xuống vây quanh tia chớp màu đỏ kia rồi hóa thành một biển chớp đánh thẳng tới căn nguyên thần hỏa của mạnh hạo trong phút chốc hai bên chạm nhau giữa không trung đó là căn nguyên hỏa cùng căn nguyên lôi trong nhất thời Trời đất sụp đổ, ầm ầm nổ vang, nói thì dài nhưng thực tế thì rất nhanh, Đạo Thiên trong lúc ra tay ngăn Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên, vẫn không ngừng đuổi theo Hồng Bân. Trong lúc hai người kia bị ngăn cản, Đạo Thiên lại lần nữa đuổi kịp Hồng Bân, chết đi. Đạo Thiên nhàn nhạt lên tiếng, tay nắm mạnh lại đánh thẳng tới một quyền. Một quyền này vừa đánh ta, một luồng cuồng phong bùng phát, hóa thành gió lốc cuốn thẳng về hướng Hồng Bân, Hồng Bân ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng hai tay liên tục kết ấn từng đạo trận pháp liên tiếp xuất hiện chắn trước mặt hắn lại phất tay một cái từ túi đựng trên người hắn bay ra rất nhiều pháp bảo thậm chí là bảo vật bảo vệ tính mạng cũng mang ra hết hồng bân không tiếc hết thảy đều mang ra cản lại nhưng tất cả trận pháp này tất cả pháp bảo kia dưới một quyền của đạo thiên cũng không thể ngăn được một chút toàn bộ đều bị phá nát mọi thứ đều bị phá vỡ vừa lúc gió lốc đánh vào người hồng bân Đạo Thiên bỗng nhiên hóa quyền thành trảo, chụp ngay tại Mi Tâm Hồng Bân, thiên yêu thực, đạo thiên lạnh lùng thốt ra ba chữ. Hồng Bân lập tức hét thảm, thân thể hắn nhanh chóng khô héo với mắt thường có thể thấy, tất cả tinh hoa sinh mệnh đều bị đạo thiên hút đi, thương thế của hắn trong chớp mắt đã khôi phục, hồng bân máu tươi phun trào, lúc sắp chết, mi tâm hắn bỗng nhiên có trận pháp sáng lên, rồi sụp đổ, đánh bay tay của đạo thiên. Toàn thân đều hóa thành tro bụi duy chỉ có tiên hồn là thoát ra tiên hồn vừa ra hắn đã hét lên thần sắc vô cùng điên cuồng vũ văn mạnh hạo ta hôm nay chết trong tay đạo thiên các ngươi phải đến giết ta để lấy được khen thưởng phải thề rằng nhất định phải giết đạo thiên báo thù cho ta hồng bân mặc dù sợ chết nhưng hắn là một danh sách cũng có kiêu ngạo của một danh sách trong lúc sắp chết này hắn không một phút chậm trễ nói lên câu đó thân thể nhoáng một cái sông về phía Vũ Văn Kiên, Vũ Văn Kiên cùng mạnh hạo tâm thần không khỏi chấn động. Bọn họ đã đoán sai, đạo thiên mạnh như vậy, cho dù là ba người liên thủ cũng không thể giết được hắn, người giết ngươi, chỉ có thể là ta, đạo thiên cười nhạt một cái, bỗng nhiên vung tay chụp một trảo vào hư không, lại đánh thẳng tới chỗ mạnh hạo cùng Vũ Văn Kiên. ầm ầm nổ vang, bầu trời vỡ vụn, hóa thành một khe rảnh, ngăn cản hai người mà thân ảnh đạo thiên thì như một tia chớp chạy thẳng tới chỗ hồng bân, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc tới gần, trong mắt y lộ ra mong đợi, không biết giết ngươi sẽ có tưởng thưởng gì, hồng bân, chết đi, đạo thiên nâng tay lên chụp một trảo về phía hồng bân. Hồng bân tuyệt vọng, thời khắc này hắn không thể trốn, thậm chí tự bạo cũng không làm được, toàn thân như bị phong ấn, mắt thấy sắp bị giết chết, bỗng nhiên mạnh hạo đưa tay lên, lôi đỉnh xuất hiện, khi ánh sáng nhán lên một cái, đạo thiên đột ngột trống to một tiếng theo tiếng hô toàn thân y nhưng lại tràn ra ánh sáng đỏ ánh sáng này trong chớp mắt bao bọc thân thể hắn và hồng bân lôi đỉnh của mạnh hạo đã bị mất hiệu lực mạnh hạo không chút chần chờ khi lôi đỉnh mất hiệu lực hắn lập tức nâng tay lên điểm một chỉ về hướng đạo thiên yêu phong đệ bát cấm bỗng nhiên triển khai đạo thiên có thể phòng bị lôi đỉnh của mạnh hạo nhưng không phòng được yêu phong đệ bát cấm của mạnh hạo khoảnh khắc một chỉ đệ bát cấm của mạnh hạo điểm tới thân thể đạo thiên giữa không trung đột ngột ngừng lại lẫn nửa hắn biến sắc một màn này khiến nội tâm hắn hoảng sợ mặc dù loại giam cầm này chỉ kéo dài thời gian một nhịp thở nhưng đối với hồng bân mà nói một nhịp thở này đủ để hắn giải thoát khỏi phong ấn nhưng hồng bân không thừa dịp này bỏ trốn bởi hắn biết mình trốn không thoát lúc này hắn chỉ biết cười thảm trong lòng trong mắt lộ ra quyết đoán chẳng những không có trốn ngược lại vọt tới hướng đạo thiên giúp ta báo thù thấy hắn ngửa mặt lên trời rống lớn vũ văn khiên phát ra tiếng gào thê lương hồng bân mạnh hạo cũng nội tâm chấn động đúng lúc này tiên hồn hồng bân đã hoàn toàn đến gần đạo thiên rồi tại khoảnh khắc đạo thiên khôi phục lại hồng bân cười gắn tiên hồn của hắn trong tiếng nổ ầm tự bạo ầm 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 tiên hồn tự bạo mặc dù uy lực nổ tung không lớn bằng cùng với thân xác tự bạo nhưng hồng bân nằm trong danh sách tiên hồn của hắn, giống như những tiên hồn trong danh sách, tự bạo vào thời khắc này uy lực không tầm thường, mà trọng yếu hơn là hắn tới rất gần đạo thiên, vả lại với thuật pháp của mạnh hạo, đạo thiên như bị giam cầm, cho dù kịp thời khôi phục, có phòng hộ cũng không cản được, trong tiếng nổ tầm ầm, tiếng vang long trời lỡ đất, tiên hồn hồng bân triệt để tan thành mây khói. Mà đạo thiên nơi đó, đứng mũi chịu sào, thân thể chấn động mạnh, thụt lùi, phun ra một nguồn máu tươi đầu tiên từ lúc giao chiến đến giờ. Sau khi máu tươi kia phun ra rơi xuống mặt đất, liền hóa thành một mảng hồ máu, mạnh hạo. Sau khi thân thể đạo thiên lui về phía sau, cưỡng ép dừng lại, sắc mặt tái nhật, quay đầu nhìn về phía mạnh hạo, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, hắn gặp hai lần nguy nan, đều là vì mạnh hạo, mà lần này hồng bân tử vong, là vì tự bạo mà chết. Cho nên đạo thiên không được tính là giết chết hắn, không có khen thưởng. Đăng bởi admin, chương 1471, hào quang của La Thiên. Vũ Văn Kiên kinh ngạc nhìn về chỗ Hồng Bân tử vong, sắc mặt hắn tái nhợt, có chút không dám tin, là ta hại hắn. Vũ Văn Kiên lẩm bẩm, không phải ngươi hại hắn, nếu ta không tới nơi này, hắn cũng rất khó trốn khỏi đuổi giết của Đạo Thiên. Thân thể mạnh hạo cấp tốc lui về phía sau. Hắn bắt lấy cánh tay của Vũ Văn Kiên, kéo mạnh một cái không thể tiếp tục chiến ở chỗ này, đi tới quốc gia thứ năm. Khi Mạnh Hạo lui về sau, thần sắc Vũ Văn Kiên cũng khôi phục lại như thường, đem tự trách cùng tội lỗi chôn ở đáy lòng. Hắn nhìn về phía đạo thiên, sát cơ càng mạnh hơn, hắn không nói chuyện, cùng Mạnh Hạo nhanh chóng lui về sau, dù có chạy trốn tới chân trời góc biển, hôm nay các ngươi cũng đều phải chết. Đạo thiên gắt cao nhìn chầm chầm vào Mạnh Hạo, đối với hai lần nguy cơ của mình đều vì Mạnh Hạo, làm cho sát cơ của hắn đối với mạnh hạo mãnh liệt chưa từng có lúc này nhoáng lên một cái khoảnh khắc truy kích bắt đầu mạnh hạo cùng vũ văn kiên vừa lui đạo thiên lại đuổi theo ba người ở giữa không trung hóa thành cầu vồng mạnh mẽ bay nhanh đạo thiên hừ lạnh một tiếng hai chân đạp giữa không trung như mượn lực nhưng lại khiến cho tốc độ đột nhiên tăng nhanh hiển nhiên với động tác này hắn đã thi triển bí pháp nào đó trong chớp mắt tốc độ đề cao gấp mấy lần liền đuổi kịp Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên, ngươi đi trước. Đôi mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, thấp giọng nói thân thể chợt dừng lại, rồi chạy thẳng tới chỗ Đạo Thiên. Vũ Văn Kiên ánh mắt ngưng trọng, song tâm trí hắn không tầm thường, như có điều suy nghĩ, tiếp tục bay nhanh, đồng thời khi hắn bay nhanh, Mạnh Hạo lập tức vất tay biến ảo thôn sơn quyết. Từng những ngọn núi rầm rầm phủ xuống, nối tiếp ném tới hướng Đạo Thiên, trực tiếp Đạo thiên sát cơ trong mắt nhoáng lên một cái, vung tay về phía trước. Cùng phong chợt bạo phát khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây cuồn cuộn. Mà gió đã trở thành màu đen cuốn theo hàng khí, thổi tới trên những ngọn núi kia, lập tức những ngọn núi này rung rẩy, sụp đổ, tốc độ đạo thiên đột nhiên lần nữa tăng nhanh, gần như gấp 10 lần. Trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện trước người mạnh hạo, hắn cười gần một tiếng rồi giơ tay lên, hung hăng điểm tới một chỉ, chết. Một chỉ này cực kỳ nhanh chóng, trực tiếp đâm trên mi tâm của Mạnh Hạo, nhưng lại xuyên thấu mà qua. Cặp mắt đạo thiên co rút, Mạnh Hạo trước mặt hắn trở thành tàn ảnh, mà ở phía xa, ánh sáng vàng hiện ra, Mạnh Hạo hóa thành đại bàng màu vàng, dương cánh trong sấm chớp rền vang, sớm đã đi xa, gian trá. Đạo thiên hừ lạnh. Hắn tập kích bất ngờ, vốn tưởng rằng có thể một kích thành công, không nghĩ tới Mạnh Hạo đã sớm có chuẩn bị, cơ hồ là đồng thời với lúc thi triển thôn sơn quyết, liền hóa thành kim bằng bay đi xa, để lại cho đạo thiên chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, ngươi trốn không thoát. Đạo thiên liếm môi một cái, mắt lộ vẻ ngạc nhiên, lần nữa ầm ầm đuổi theo, rất nhanh lại đuổi kịp mạnh hạo, mạnh hạo sắc mặt khó coi. Đạo thiên này rất cường hãn, hắn cũng chưa bao giờ gặp được đồng bối nào như vậy. Chính hắn muốn không thừa nhận cũng không được, dù mình là cảnh giới tiên đế cũng không phải đối thủ của đạo thiên. Hắn tu hành như thế nào mà lại cường hãn như thế, tự mình áp chế chín lần bước chân vào cổ cảnh sao. Mạnh hạo nhíu mày, mắt thấy đạo thiên lại đuổi tới, trong mắt hắn nhán lên một cái, hắn vất tay liền xuất hiện đầu huyết yêu gầm thét chạy thẳng tới đạo thiên, đạo thiên hừ lạnh, nhưng lại không né tránh chút nào. Vào khoảng khắc cái đầu huyết yêu chuẩn bị cắn nuốt, hai tay của hắn bỗng nhiên nâng lên, giữa hai tay lại xuất hiện hư ảo, không ngờ trong một khắc đã bắt được đầu huyết yêu nhe răng gào thét, hung hăng xé nát cái đầu huyết yêu phát ra tiếng thét thê lương. Nó không phải hư ảnh hư ảo, giờ khắc này lại bị đạo khiên bắt được xé toạc ra. Phá cái đầu huyết yêu của Mạnh Hạo bằng phương pháp này, đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo thấy, nhưng sau khoảnh khắc đầu huyết yêu sụp đổ, sương máu tứ tán, đạo thiên đang muốn xông qua huyết quang này, đột nhiên mi tâm hắn nhảy dựng, tay hắn không chậm trễ chút nào nâng lên, hướng về phía trước nhấn mạnh một cái, một cái nhấn này trong nháy mắt, một quả đấm từ trong chỗ sâu của xương máu này trực tiếp bộc phát, một quyền đụng nhau với bàn tay của Đạo Thiên, sau một tiếng nổ truyền ra, Đạo Thiên biến sắc. Hắn cảm nhận được một lực lượng cường hãn từ trên nắm tay này truyền ra. Hắn gầm nhẹ, toàn thân huyết quang ngập trời, đẩy mạnh tới hướng quả đấm ấy, thời khắc này xương máu tản đi, lộ ra thân ảnh Mạnh Hạo. Một quyền kia đúng là hắn đánh ra, lúc Đạo Thiên đẩy tới, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi thân thể lui về sau. Đạo Thiên cặp mắt co rút lại, tiếp tục đuổi theo. Mạnh Hạo không lui về sau nữa mà gắng sức chạy đến, tung tiếp một quyền, một quyền, một quyền, một quyền, Mạnh Hạo như nổi điên vậy, trong thời gian ngắn ngủi lại đánh ra hơn 10 đấm diệt sinh quyền, cùng giao chiến với Đạo Thiên giữa không trung, bọn họ giao chiến, giữa không trung không ngừng nổ vang. Hai người đều đang phi hành, một bên bay, một bên chiến đấu dần dần đã đến gần biên giới của quốc gia thứ sáu và thứ năm rồi, khóe miệng mạnh hạo không ngừng phun ra máu tươi. Tại quyền thứ 17, cặp mắt hắn lóe lên, nhập ma quyền ầm ầm xuất ra, một quyền này ra tốc độ cực nhanh. Khi bàn tay đạo thiên đẩy tới, hắn biến sắc lần thứ ba, khuôn mặt hắn hơi tái nhợt, ngay lúc này hắn lại bị mạnh hạo đánh ra một quyền, đánh giạc bàn tay hắn, rồi lui lại về phía sau một bước, mạnh hạo lùi một bước, rồi lại vọt ra, Hắn chiếm cứ tiên cơ, tức thì trong tiếng nổ tầm ầm, tung ra từng quyền từng quyền nhập ma quyền, sắc mặt đạo thiên khó coi, hắn phát hiện mình không ngờ không thể không thối lui một bước. Trong khí thế đang nổi lên của Mạnh Hạo, hắn lại thối lui thêm bước nữa, ngươi muốn chết. Đạo thiên hừ lạnh. Sau khi lùi lại bước thứ ba, y lại cưỡng ép bước tới trước một bước, hai tay đồng thời nâng lên, xé hư không chụp tới hướng Mạnh Hạo, khai thiên, đạo thiên gầm nhẹ một tiếng hai tay cùng chụp xuống. Toàn thân Mạnh Hạo đau nhức kịch liệt, hắn cảm nhận được có một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, hóa thành hai bàn tay vô hình, chụp vào lồng ngực hắn, muốn xé thân thể hắn thành hai mảnh. Nguy cơ trước mắt, hai mắt Mạnh Hạo đỏ ngầu, hắn vốn định lấy ra quả Niết Bàn thứ hai, nhưng lại lập tức vứt bỏ ý định, giờ vẫn chưa phải lúc sử dụng. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, sau khi thần thức tản ra quan sát bốn phía, liền không do dự nữa, tay phải nắm lại dùng ít dung hợp với thiên nhiên, hóa thiên uy thành, một quyền sát thần, sát thần, ầm một tiếng, mạnh hạo gầm nhẹ, đánh ra một quyền. Một quyền này chấn động thiên địa, lúc này ý chí thiên địa từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo tới, dường như có thể che đậy nhật nguyệt, cho dù là đạo thiên, cặp mắt cũng co rút lại, rầm rầm rầm, một quyền chí cực này đánh về phía đạo thiên, trực tiếp va chạm cùng lực lượng khai thiên của hắn tức thì nổ vang. Mạnh hạo phun ra máu tươi, thân thể chợt quay ngược lại. Hắn vừa phun ra máu tươi vừa bay nhanh về phía sau như tên bắn, khóe miệng đạo thiên cũng tràn ra máu tươi, rơi xuống trở thành hồ máu. Hắn vung tay lên, hồ máu này lập tức cuộn lên đuổi giết Mạnh Hạo, mà bản thân hắn thì sắc mặt khó coi, hai tay của hắn không ngờ đã tê dại, một quyền này cũng may lúc trước ta đã thấy hắn dùng khi giao thủ với Lâm Thông, nên đã có đối sách, nếu không, ta thật đúng là không thể đối kháng. Đạo thiên lẩm bẩm, sát cơ càng mãnh liệt hơn. Hắn bắt đầu truy đuổi theo, mạnh hạo bay nhanh như tên bắn, hắn lấy ra một nắm đang dược nuốt vào. Trong cơ thể hắn, cảnh giới vĩnh hằng cũng triển khai khôi phục nhanh chóng. Hắn đã đến gần biên giới quốc gia thứ sáu, như phong giới có chính quốc gia, giữa hai nước sẽ có một biên giới, hai bên đều không thấy được quốc thổ đối phương, nếu thấy được cũng chỉ là một tầng vách ngăn, vách ngăn này có thể xuyên thấu, nhưng lúc xuyên thấu sẽ khiến thấy hoa mắt. Mặc dù sẽ có uy áp phủ xuống, nhưng cũng không đáng ngại, ánh mắt quét về phía sau một cái, cặp mắt mạnh hạo chợt lóe sáng, hắn thấy được có một vị trí tại vách ngăn còn sót lại khí tức của Vũ Văn Kiên, hắn không có nửa điểm chần chờ, trong phút chốc, hướng thẳng tới chỗ địa phương có khí tức Vũ Văn Kiên còn sót lại kia mà đi. Phía sau hắn, Đạo Thiên dùng tốc độ cao nhất, ầm ầm bay tới, giữa hai người cách nhau mấy trăm trượng, tốc độ của Đạo Thiên càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt mạnh hạo xuyên qua vách ngăn từ quốc gia thứ sáu tiến vào quốc gia thứ năm cả quốc gia thứ năm vì áp nhất thời tăng mạnh vũ văn kiên thời khắc này đang ở chỗ biên giới của quốc gia thứ năm khi hắn nhìn thấy mạnh hạo không đợi mạnh hạo nhắc nhở đã đoán ra được kế hoạch của mạnh hạo vũ văn kiên ngửa mặt lên trời rống lớn toàn thân lập tức bành trướng hắn đã ở chỗ này chuẩn bị được một lát thời khắc này cất bước chạy ra chạy thẳng tới phía sau mạnh hạo bước chân tiến đến vách ngăn gần như chỉ trong chớp mắt, thân ảnh đạo thiên gào thét xuyên qua từ trong vách ngăn, quả nhiên là mai phục ở chỗ này, muốn mượn uy áp bất đồng trong phút chốc của vách ngăn hai nước đánh lén sao. Chỉ là chút tài mọn. Đạo thiên cười lạnh, bước ra phía sau, không có bất ngờ chút nào, tay hắn nâng lên bấm quyết chỉ một cái về phía trước, lập tức xuất hiện một đóa hoa sen màu đen, trong nháy mắt, hướng ra phía ngoài nổ tung, hắc khí chuyển động cùng cuộn ngập trời. Một lực lượng mạnh mẽ từ trên hoa sen đen tán ra, đụng nhau với Vũ Văn Kiên, phát ra tiếng nổ vang. Vũ Văn Kiên phun ra máu tươi, nhưng hắn không thối lui mà lại đánh tiếp một quyền. Đạo Thiên tiến lên phía trước, vung tay lên, lập tức từ trên cánh tay của hắn, tiên khóa tức khắc bay ra, chạy thẳng tới Vũ Văn Kiên. Cặp mắt Vũ Văn Kiên chợt lóe sáng, trong chớp mắt khi tiên khóa bay tới, quả đấm của hắn đột nhiên xuề rạp một trảo về phía hư không. Trong tiếng nổ tầm ầm, một cây chiến phủ xuất hiện ở trong tay hắn, chiến phủ này chính là cổ bảo mạnh hạo thu được trước khi hắn lôi vũ văn kiên lui về sau lúc ngay cả đạo thiên cũng không chú ý mạnh hạo đã đưa chiến phủ này cho vũ văn kiên thời khắc này chiến phủ đột nhiên xuất hiện vũ văn kiên ngửa mặt lên trời rống lớn một búa như muốn khai thông thiên địa chém tới hướng đạo thiên cặp mắt đạo thiên co rút lại một màn này xảy ra ngoài dự liệu hắn vất tay muốn chống cự lại nhưng trong nháy mắt liền biến sắc hắn biến không phải vũ văn kiên mà là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nơi đó, ngay khoảnh khắc hắn bước chân vào quốc gia thứ năm, tay phải hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra quả niết bàn thứ hai. Trong lúc Vũ Văn Kiên đi chém giết, hắn tranh thủ thời gian đặt niết bàn quả này ngay mi tâm, theo niết bàn quả sáp nhập vào, thân thể Mạnh Hạo run rẩy. Một khí tức cường hãn từ trên người hắn bộc phát ra, đây mới là nguyên nhân làm đạo thiên lần nữa biến sắc, rầm 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 rầm, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời rống lớn. Thân thể hắn trong một chớp mắt này cấp tốc căng phồng lên, 3 trượng, 6 trượng, 9 trượng, cho đến 15 trượng, 20 trượng, 24 trượng, hắn giống như người khổng lồ, trán của hắn nổi lên gân xanh, toàn thân khí thế ngập trời. Trong cơ thể hắn, tiên mạch hóa thành một cái, lực lượng khí huyết, lực lượng tu vi tại một cái chớp mắt này làm toàn thân tản ra hào quang màu xanh, ánh sáng xanh kia là hào quang tôn quý, đó là hào quang của La Thiên Đạo Thiên sắc mặt hoàn toàn đại biến, hắn trợn to mắt, gần như không thể tin được. Hô hấp của hắn dồn dập, trong nội tâm xuất hiện nguy cơ sinh tử mãnh liệt trước nay chưa từng có, đăng bởi admin, chương 1472, trạng thái mạnh nhất. Đạo Thiên có dự cảm mãnh liệt, vào thời khắc này khí tức của Mạnh Hạo đang lên, nếu mình không tự đi ngăn cản, vậy thì hôm nay chính bản thân sẽ gặp kiếp sinh tử, chết tiệt, Mạnh Hạo này hắn làm sao mạnh được như vậy? hiếm thấy đạo thiên có phán đoán như thế với một người, cút ngay. Đạo thiên mạnh mẽ đi ra, muốn đánh Vũ Văn Kiên văn ra. Vũ Văn Kiên không phải là đối thủ, cho dù có chiến phủ trong tay vẫn như cũ không ngừng lui về sau. Hắn gầm nhẹ, bạo phát lực lượng thể tu toàn thân chiến một trận với đạo thiên, để trì hoãn thời gian cho mạnh hạo, thân thể mạnh hạo run rẩy. Sau khi thân thể bành trướng đến 24 trượng, tiên mạch trong cơ thể hắn hòa tan, trở thành một thể duy nhất mà toàn thân của hắn từ từ phát ra ánh sáng xanh chói mắt, nhưng hắn lại phát hiện, tự mình lại không thể chiến đấu, chỉ là khí thế đang tăng lên, nhưng muốn đi đối chiến lại không làm được. Đây là lần đầu tiên hắn dùng niết bàn quả đạp la thiên tiên trong chiến trận, hai lần trước đều là bế quan tại chỗ, chết tiệt, Mạnh Hạo nội tâm lo lắng, nhưng không mảy may để lộ ra nét mặt, đứng ở nơi đó khí thế ngập trời, làm cho bất kỳ kẻ nào đều có cảm giác hắn lúc nào cũng sẵn sàng, khí tức của hắn trong chớp mắt nâng lên rồi hạ xuống, trực tiếp vượt qua cảnh giới tiên đế, chỉ nửa bước chân nữa sẽ bước vào La Thiên Tiên. Trên người của hắn bắt đầu phát ra một dao động kinh khủng, bộc, trời đất biến sắc, gió mây cuốn lên, phản phất có một con mắt xuất hiện giữa bầu trời, nhìn về phía mạnh hạo nơi này, tiếng sấm đổ vang, cả bầu trời như phong giới đều vặn vẹo. Mặt đất đều chấn động, ngọn núi đều rung rẩy, vào giờ khắc này tựa hồ cả thế giới đều biến đổi đôi mắt đạo thiên co rút lại hắn nhìn mạnh hạo nơi đó không ngừng cường hãn dần dần đến mức mà cho dù là hắn cũng cảm thấy khủng bố hắn ngửa mặt lên trời rống lớn hai tay bấm quyết lập tức tu vi toàn thân bạo phát tức thì trước mặt hình thành một phiến sương mù màu đen sương mù này cùng cuộn hóa thành một đầu cự thú cự thú khổng lồ này trên đầu có một cây sừng lúc này gầm thép đánh thẳng về hướng vũ văn kiên vũ văn kiên biến sắc trong lòng lại nóng nảy không biết Mạnh Hạo nơi đó thế nào. Tuy rằng bọn họ không có kế hoạch gì, nhưng dựa vào diễn biến của sự việc, mình chống cự ở nơi này một hồi, hẳn là Mạnh Hạo phải tới tiếp tay mới đúng, chết tiệt, hắn thế nào lại chậm như vậy. Vũ Văn Kiên gào thét trong lòng, có ý muốn tránh ra nhưng lại cắn răng một cái, đối mặt với cự thú kia, ầm một tiếng, Vũ Văn Kiên phun ra máu tươi, cả người xương cốt phát ra tiếng vỡ vụn không ít trong máu tươi còn mang theo mảnh vỡ của nội tạng, cả người hắn lui về sau, khí tức hư nhược, nhưng lại cắn răng một cái, liều lĩnh gào thét, cầm chiến phủ trong tay đánh mạnh tới hướng Đạo Thiên đang muốn xông qua chỗ mình nơi này, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, một búa này chém xuống mặt đất. Đạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép chạy ra, để mặc cho cây búa này đánh xuống thân, hắn nâng tay lên, dùng tiên khóa chống lại, tiếng động va chạm truyền ra, chớp mắt một cái, thân thể Đạo Thiên chạy ra. Bọt thẳng tới chỗ mạnh hạo. Vũ Văn Kiên rống lớn, thân thể bay ra ôm lấy đạo thiên. Sắc mặt đạo thiên âm trầm, ngươi muốn chết. Hắn nâng tay lên đánh mạnh một quyền vào ngực Vũ Văn Kiên. Vũ Văn Kiên mở to mắt, thân thể thụt lùi, ầm một tiếng máu thịt bầy nhầy, sắc mặt hắn tái nhật. Hắn cười thảm, mạnh hạo, ngươi nợ ta một cái mạng. Vũ Văn Kiên nói, trong mắt lộ ra ý quyết đoán, nhưng lại chạy ra lần nữa. Dù liều mạng hao phí một lần hồn bất diệt, cũng phải tiếp tục đi cản trở, chết. Đạo Thiên trống giận, khi phất tay sương mù kia hóa thành cự thú. Hắn lại gầm thét, đánh thẳng tới Vũ Văn Kiên. Mắt thấy sắp đụng vào, nhưng ngay lúc này, đột nhiên trước mặt Vũ Văn Kiên, hư vô vặn vẹo, xuất hiện một thân ảnh cao lớn, thân ảnh ấy cao chừng hơn 20 trượng, chính là Mạnh Hạo, khi hắn xuất hiện, nâng tay lên nhấn một cái về phía cự thú, dưới cái nhấn này cự thú khí thế kinh người kia giống như con mèo bệnh kêu trên một tiếng, thân thể đột nhiên dừng lại, không thể tiến tới một bước. Trong lúc nó lộ ra vẻ khủng khiếp hoảng sợ, Mạnh Hạo đưa tay bóp mạnh một cái, ầm một tiếng, thân thể cự thú kia trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khí đen tản ra, Mạnh. Mạnh Hạo. Vũ Văn Kiên hô hấp dồn dập, hoảng sợ nhìn thân ảnh trước mắt này. Mạnh Hạo toàn thân phát ra ánh sáng xanh, một khí tức nguyên thủy cổ xưa tràn ngập trên người hắn, dường như, giờ khắc này Mạnh hạo không phải tu sĩ Sơn Hải Giới, mà là người viễn cổ của trí tôn tiên giới xuyên qua thời gian phủ xuống, thân hình cao lớn, hào quang màu xanh tỏa ra, mơ hồ có vô số ấn ký lúc sáng lúc tối, hắn đứng ở nơi đó giống như một tòa núi nhỏ. Bầu trời lúc này cũng rung rẩy, mặt đất chấn động, tầng mây trên trời xanh cuồn cuộn dường như trầm xuống một chút, giống như là đang cúi lại, mà cả thế giới, cả thiên địa trong nháy mắt dường như chỉ còn lại mạnh hạo đó là một khí phách duy ngã độc tôn mạnh hạo ngẩng đầu nhìn về phía đạo thiên đạo thiên biến sắc thần sắc vô cùng ngưng trọng khi nhìn chằm chằm mạnh hạo hắn phát hiện mình đang khẩn trương vũ văn đi mạnh hạo chậm rãi lên tiếng một trận chiến kế tiếp này vũ văn kiên đã không có tác dụng nữa thậm chí nếu lưu lại hắn một khi đạo thiên thi triển thiên yêu thực giống như huyết yêu đại pháp thậm chí còn độc ác hơn huyết yêu đại pháp kia, thì đối với Mạnh Hạo vô cùng bất lợi, cho nên để hắn rời đi, đối với Mạnh Hạo cũng có lợi, Vũ Văn Kiên liếc một cái thật sâu về phía Mạnh Hạo. Cái nhìn này dường như muốn nhớ kỹ Mạnh Hạo, Vũ Văn Kiên hắn bằng hữu không nhiều lắm, Hồng Bân kia xem như nữa, hôm nay tiếp xúc với Mạnh Hạo, trong lòng hắn đã xem Mạnh Hạo là bằng hữu, nếu như ngươi chết, chính phủ sẽ không trả lại cho ngươi, vì vậy không nên chết hắn hít sâu một hơi, xoay người nhoáng một cái, trong phút chốc vội vã thi triển tốc độ cao nhất, rầm rầm bỏ chạy, hắn rời đi, đạo thiên cũng không nhìn một cái, bởi vì một khắc này, mạnh hạo đã mang tới cho hắn nguy cơ quá lớn, mạnh hạo. Đạo thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân truyền ra tiếng, rốt rốt, chớp mắt một cái, thân thể hắn cũng căng phồng lên. Sắc mặt vạn vẹo, hắn trực tiếp hóa thành người khổng lồ cao 20 trượng, ngửa mặt lên trời rống lớn từ trái tim hắn truyền ra tiếng động nhảy lên hạ xuống liên tục chín lần khí thế nổi lên sải bước chạy thẳng tới phía mạnh hạo thần sắc mạnh hạo bình tĩnh hắn cảm thụ được trong cơ thể có một tiên mạch duy nhất cảm thụ được một lực lượng kinh khủng đến từ thân thể hắn bước lên phía trước nâng tay lên ngay khoảnh khắc đạo thiên tới hắn đánh ra một quyền một quyền này đánh ra thiên địa biến sắc gió mây cuồn cuộn đạo thiên biến sắc nhưng liền cười gần một tiếng khoảnh khắc mạnh hạo đánh tới một quyền này Thân thể hắn chớp nháng biến mất, bất ngờ xuất hiện phía sau lưng Mạnh Hạo. Lúc này phía sau lưng hắn lại xuất hiện hai cái cánh màu đen, tay của hắn chụp một trảo sau lưng của Mạnh Hạo, Mạnh Hạo như thường mặt không đổi sắc, không có xoay người, mà không chậm trễ chút nào lập tức lui về sau, dùng lưng của mình đánh tới Đạo Thiên, tay của Đạo Thiên đụng chạm với lưng Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo vẫn như thường nhưng tay Đạo Thiên lại vặn vẹo, cũng không thể trung chuyển hắn chút nào. Sau đó thân thể mạnh hạo hung hăng va chạm tới, tiếng nổ đinh tai nhức óc, đạo thiên phun ra máu tươi, thân thể bắn ra sau như diều đứt dây, quét ngang bầu trời, thần sắc hoảng sợ, xương cốt toàn thân trong một chớp mắt này vỡ nát hơn phân nữa, không có khả năng, hắn không có khả năng mạnh như vậy. Đạo thiên đang trong hoảng sợ, toàn thân hắn bị nhấc lên mang theo tiếng vang lớn vô cùng. Mạnh hạo này va chạm quá độc ác, khiến đạo thiên bị bay bắn ra với tốc độ cực nhanh chớp mắt một cái nhưng lại vượt qua quốc gia thứ năm xuất hiện ở biên giới quốc gia thứ tư ngay sau đó thân ảnh mạnh hạo nhanh chóng biến mất khi xuất hiện lại đã đứng trước người đạo thiên toàn thân ánh sánh xanh vô tận nâng tay lên mang theo la thiên tiên lực điểm tới một ngón tay ta là đệ nhất danh sách ngươi không thắng được ta loại trạng thái này của ngươi không có khả năng kéo dài đạo thiên rống lớn máu tươi phun ra cánh sau lưng hắn mạnh mẽ bao bọc thân thể ngăn trở phía trước người hai tay hắn bấm quyết, nháy mắt xuất hiện một màn phòng hộ, đồng thời một lượng lớn pháp bảo trong phút chốc bay ra, ầm một tiếng, một chỉ la thiên của mạnh hạo điểm lên màn hào quang phòng hộ trước mặt đạo thiên, tiếng động, rắc rắc, truyền khắp bốn phía. Từng tầng quần sáng trong nháy mắt sụp đổ, từng món pháp bảo toàn bộ vỡ nát cho đến khi một chỉ của mạnh hạo điểm trên cánh của đạo thiên, tiếng nổ vang vọng, trong nháy mắt cái cánh đã bị phá nát, tan thành cho bụi. Đạo thiên hét thảm thê lương. Trong chốc lát, nhìn thấy Mạnh Hạo đã tới gần, hắn trực tiếp nâng tay lên, dùng cổ bảo tiên khóa trên cánh tay ngăn chống, tiếng nổ ầm ầm ngập trời, cổ bảo tiên khóa kia, dưới một chỉ la thiên của Mạnh Hạo, trong nháy mắt bể ra. Cổ bảo đều không thể lay động. Một màn này khiến cho đạo thiên phải mở to mắt, không thể tin được, trong tiếng nổ ầm ầm, cánh tay phải của hắn vào giờ khắc này máu thịt bầy nhầy, trực tiếp nổ tung. Ngón tay mạnh hạo nhanh như tia chớp đánh tới bất tử thần pháp. Đạo thiên kinh hoàng, hét lớn một tiếng, toàn thân tràn ngập huyết quang, tạo thành một phù văn. Phù văn vừa chạm vào ngón tay mạnh hạo, lập tức trung lắc nhưng không vỡ ra. Mạnh hạo chỉ với một ngón tay ẩn chứa sức mạnh, cuốn theo thân thể đạo thiên ném ra ngoài, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay đến biên giới quốc gia thứ năm và quốc gia thứ tư, rồi trực tiếp xuyên qua, rơi vào quốc gia thứ tư. Cùng lúc đó, phù văn trước mặt đạo thiên sụp đổ vỡ vụn, hắn phun ra máu tươi, thần sắc quể oải nhưng chiến y vẫn còn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, vừa lúc đó Mạnh Hạo đã cất bước, xuyên qua vách ngăn, đánh thẳng tới, Mạnh Hạo, ngươi không giết được ta, xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu, đạo thiên học ra nguồn máu lớn. Trong nháy mắt Mạnh Hạo tới, tay hắn kết ấn, phun về phía trước một cái, lập tức trước mặt hắn, hư không nổ vang, vỡ vụn, một luồng sáng đen bay ra, đó là một cuộn tranh, chính là chí tôn pháp của đạo thiên, chí tôn hòa, mở, trong tiếng nổ ầm ầm, cuộn tranh kia, trong chớp mắt đã mở ra trước mắt Mạnh Hạo, lần này không chỉ mở ra ba phần mà là bảy phần, Mạnh Hạo liếc mắt liền nhìn thấy ở trong cuộn tranh, vẽ một nơi tràn đầy tử khí, ở đó có một pho tượng, trên pho tượng là một người thanh niên mặc áo đen đang khoanh chân ngồi, tóc của hắn rất dài xuôi theo pho tượng buông xuống đất một luồng sát khí lạnh lẽo không cách nào hình dung từ trên thân thanh niên áo đen này tỏa ra ngập trời. Đăng bởi, ác chương 1473, hắn là lục. Sát khí quá mạnh, vừa mới xuất hiện lập tức cuốn lên bốn phương tám hướng. Mặt đất trung chuyển, bầu trời hư vô biến hóa không ngừng, từng tia chớp ầm ầm phủ xuống. Cả thế giới, vào giờ khắc này, tự hồ đều bị sát khí nhuộm đẫm, trở nên tối đen. Dường như pho tượng kia không còn là hình vẽ mà xuất hiện ngay trước mặt Đạo Thiên. Dường như như phong giới này cũng không còn là như phong giới, mà trở thành một thế giới như trong bức vẽ, mặt đất đen như mực, bầu trời cũng đen như mực. Nhưng trong không gian đen kịt này, Mạnh Hạo vẫn có thể nhìn rõ tất cả, hắn thấy được thân ảnh áo đen đang khoanh chân tĩnh tọa trên pho tượng thời khắc này dường như động một cái, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ một động tác đơn giản như vậy lại khiến cho cả thế giới nổ tung thời gian như dừng lại mọi quy tắc dường như đảo lộn căn nguyên trước mặt thân ảnh ấy dường như đều phủ phục quỳ lạy một luồng sát cơ mãnh liệt chỉ trong chớp mắt này giống như một mũi tên nhọn theo ánh mắt mạnh hạo đâm thẳng tới đánh vào tâm thần của hắn khiến thân thể hắn chấn động mạnh mặt biến sắc đồng thời mạnh hạo cũng cảm nhận được một mối nguy hiểm khôn lường mối nguy hiểm này không phải đến từ đạo thiên mà chính là từ thân ảnh áo đen trong bức vẽ kia hắn là ai chí tôn pháp này là cái gì nội tâm mạnh hạo chấn động mạnh chí tôn pháp của mỗi danh sách đều không giống nhau hắn cũng biết qua chí tôn pháp của những danh sách khác duy chỉ có chí tôn pháp của đạo thiên này là khiến hắn cảm thấy kỳ lạ mạnh hạo vẻ mặt ngưng trọng cảnh giới la thiên tiên làm cho hắn cảm nhận được thân mình cường hãn cho dù là đạo thiên nếu không có chí tôn pháp này cũng không phải đối thủ của hắn cho dù là đạo thiên đã chín lần vào cổ nhưng nếu đã là đường sai thì dù có vào chín lần cũng vẫn là sai đường của mạnh hạo là đường la thiên tiên thời viễn cổ chính là con đường tiên cảnh mạnh nhất trước kia ngươi đã từng nói đường của ta là sai đạo thiên nhìn mạnh hạo ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt chậm rãi lên tiếng đường của ta đích thật là đường sai điểm này bản thân ta cũng biết nhưng ngươi lại không biết sở dĩ ta chọn cùng một con đường sai lầm này hết lần này đến lần khác áp chế đột phá là bởi vì ta muốn đi theo con đường tu hành của người trong bức họa, trong trí tôn pháp, ta không biết tên của hắn, cũng không biết tranh cuộn này là cái gì. Ta chỉ biết, cuộn tranh này rất bình thường, căn bản chỉ là trang giấy bình thường, trục gỗ bình thường mà thôi. Nhưng điểm duy nhất không bình thường, chính là hình vẽ thân ảnh áo đen này, nhờ có hắn cho nên tờ giấy, trục gỗ bình thường từ một nát trở nên thần kỳ, phi phàm, hắn là đại biểu của giết chóc, Cả đời này ta chưa từng gặp qua sát khí kinh người như vậy. Cho nên, ta gọi hắn là Lục, mà trong tâm ta, hắn chính là sư tôn. Đạo Thiên vừa nói, liền trực tiếp quỳ gối xuống trước bức tranh, thần sắc lộ ra vẻ cuồng nhiệt khó tả. Hắn cúi đầu thật sâu. Khi hắn cúi đầu, thân ảnh áo đen trên pho tượng trong tranh kia rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt, đó là một khuôn mặt tái nhợt, không chút biểu cảm, thậm chí tướng mạo cũng rất bình thường nhưng trong cái bình thường này lại lộ ra cảm giác băng hàng không cách nào hình dung, hắn lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, chỉ một ánh mắt đã khiến thân thể Mạnh Hạo chấn động ầm ầm. Hắn cảm nhận được một áp lực lớn bao phủ quanh hắn, thậm chí còn mạnh hơn so với biển thứ 9. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, cho dù lúc này là La Thiên Tiên cũng phải thối lui, hắn không muốn lui, nhưng dưới ánh mắt của nam nhân áo đen này lại không thể không lui, thậm chí sau khi thối lui, áp lực đến từ người trong bức tranh kia vẫn khiến Mạnh Hạo chịu không nổi, như muốn ép hắn phải quỳ xuống, phải khuất phục, mỗi một lần bước lui, Mạnh Hạo đều phát ra một tiếng gầm nhẹ. Khi hắn thối lui chừng 7, 8 bước, cặp mắt đã trở nên đỏ thẫm, thân thể cưỡng ép dừng lại. Mọi nơi trên thân thể vào lúc này đều rướng máu, nhất là hai đầu gối, run rẩy không ngừng, dường như sắp gãy lìa, ta không ngờ lại bị một cuộn tranh bức lui. Người trong bức họa kia cho dù đã từng là đại năng thiên địa, thậm chí là trí tôn, nhưng bây giờ chỉ là một cuộn tranh, dựa vào cái gì mà khiến ta phải lui. Mạnh hạo vùng vẫy ngẩng đầu, trên mặt thần tình dữ tợn, thất khiếu chảy máu, khí tức của hắn chỉ trong một chớp mắt ầm ầm bạo phát, đường của ta là đại tự do, đại tự tại. Trong thiên địa, ngoài phụ mẫu song thân, không người nào có thể khiến cho mạnh hạo ta phải quỳ lạy. Ngươi là cái gì chứ? Mạnh hạo giọng nói đã khàn khàn, gầm nhẹ một tiếng, nâng tay lên, trong cơ thể hắn, tu vi la thiên tiên giờ khắc này toàn bộ vận chuyển hợp thành một tiên mạch duy nhất, căn phòng lên, dường như tạo thành một cây cầu trong thân thể hắn, tay phải hắn ở trước người vung mạnh lên, cây cầu tiên mạch trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát, lực lượng mạnh mẽ nổ vang, trước mặt mạnh hạo, hóa thành một cây cầu, chí tôn kiều, chí tôn pháp của mạnh hạo vốn là cực mạnh. Sở dĩ nhìn thấy uy lực bình thường, không phải vì pháp này yếu, mà là tu vi của mạnh hạo không thể phát huy được bao nhiêu. Nhưng giờ này, hắn ở cảnh giới la thiên tiên, một lần nữa thi triển chí tôn kiều, hoàn toàn khác với lúc trước. Trong tiếng nổ ầm ầm, chí tôn kiều phủ xuống, bầu trời rung chuyển, mặt đất vỡ vụn. Một cây cầu vô thượng xuất hiện trước mặt mạnh hạo, xuất hiện trong thế giới này. Thoạt nhìn cầu này không còn là hư ảo mà trở thành một cây cầu thật, một cây cầu long trời lỡ đất một cây cầu khổng lồ không cách nào hình dung. Dường như trước cây cầu kia, cả thế giới này chỉ chiếm một phần, một khí tức chí tôn tản ra từ cây cầu làm thế giới rung rẩy, thiên địa sợ hãi. Mạnh hạo cuối cùng cũng tại cảnh giới la thiên tiên hiển lộ được hơn một chút uy nghiêm của chí tôn kiều chân chính, không những thế, trên chí tôn kiều bất ngờ xuất hiện một số thân ảnh mờ ảo. Những thân ảnh này đều rất mơ hồ, tồn tại phân biệt ở những khu vực khác nhau trên chí tôn kiều. Mỗi một thân ảnh đều ẩn chứa uy áp kinh khủng, dường như đây là những người đã từng có tư cách bước lên tòa chí tôn kiều này. Họ mặc dù không thể đi hết cây cầu nhưng vẫn lưu lại thần niệm đã từng là đại năng của thiên địa, Đạp Thiên. Kiều. Ngay chớp mắt khi chí tôn kiều của Mạnh Hạo xuất hiện, trong hình ảnh, bên trên pho tượng, ánh mắt của thân ảnh mặc áo đen lúc rơi vào trên cây cầu kia, trong mắt không ngờ xuất hiện một chút hồi ức, lại truyền ra tiếng lẩm bẩm thanh âm này dường như cũng ẩn chứa hồi ức, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ. Một màn này cho dù là đạo thiên đã trải qua nhiều chuyện, đang quỳ lạy cũng phải ngẩng đầu lộ vẻ khó tin. Cuộn tranh này là của hắn, chí tôn pháp này cũng là của hắn, nhưng cho dù là hắn, cho tới bây giờ, cũng chưa từng nghe thân ảnh áo đen trong cuốn tranh nói qua một lời nào. Dường như trí tôn kiều này xuất hiện đã đưa tới một chút biến hóa bất ngờ. Biến hóa này làm nội tâm hắn chấn động, đồng thời, mạnh hạo nơi đó, trong đầu cũng mờ mịt, Đạp Thiên Kiều. Mạnh Hạo vừa nhìn Chí Tôn Kiều vừa khẽ nói, đúng lúc này, bất thình lình, trong hình ảnh, thân ảnh áo đen trên pho tượng đột nhiên đứng lên, mang một đầu tóc dài, bước ra một bước về phía trước, một bước này làm nội tâm đạo thiên chấn động. Mạnh Hạo ở phía đối diện nhìn thấy rõ ràng, một bước này, trong lúc mơ hồ, dường như ẩn chứa một loại đạo nào đó, giống như xúc địa thành thốn, giống như ảo thuật, thân ảnh áo đen từ trong bức tranh đi ra từ hư ảo trở thành chân thật, xuất hiện trên trí tôn kiều của Mạnh Hạo, tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Hắn nhìn thân ảnh áo đen đứng trên trí tôn kiều. Thần sắc của thân ảnh áo đen lạnh như băng nhưng lại mang theo hồi ức, không ngờ hắn bước từng bước một đi trên thiên kiều, càng đi càng xa, lướt qua từng thân ảnh, dường như muốn đi lên đỉnh của trí tôn kiều, nhưng vào lúc này, bước chân của thân ảnh áo đen đột nhiên ngừng lại. Hắn đứng ở trên cầu yên lặng cúi đầu, nhìn xuống dưới chân, trên mặt hắn dần dần trở nên phiền muộn đạp thiên kiều không hoàn chỉnh ta cũng không hoàn chỉnh năm đó khi hắn đứng trước mặt nàng ta đã hoàn thành sứ mệnh ta liền mang theo sự phiền muộn và đau thương xoay người rời đi lúc đó rõ ràng ta đã tiêu tán tại sao ta còn tồn tại thân ảnh áo đen lẩm bẩm hắn cười ha hả nụ cười mang theo lạnh giá và sát khí ngập trời ta so với ngươi càng yêu nàng hơn thân ảnh áo đen cười điên cuồng hắn xoay người, vung tay áo, trong tiếng nổ tầm ầm, Chí Tôn Kiều không ngờ ở trước mặt hắn chợt sụp đổ. Nhưng theo sụp đổ này, thân ảnh áo đen cũng rung rẩy, trong vẻ mặt hắn mang theo hồi ức, mang theo đau nhói, khi hắn xoay người, thân ảnh của hắn cùng Thiên Kiều biến mất, lúc xuất hiện, hắn đã về lại trong bức tranh, tới trên pho tượng, một lần nữa cúi đầu, ngay lúc này, đạo thiên qua một tiếng phun ra máu tươi. Trong tiếng rầm rầm, toàn thân đạo thiên tuôn ra sương máu, dường như trong nháy mắt hắn bị một lực hút nào đó trong cuộn tranh hút đi một nửa sinh mệnh khiến cho hắn run rẩy sắc mặt tái nhật hắn đã từng thi triển chí tôn pháp nhiều lần nhưng chưa lần nào như lần này giống như bị cắn trả mạnh hạo cũng phun ra máu tươi sau khi lui về phía sau hắn cảm nhận được la thiên tiên đã sắp hết thời gian nguy cơ trước mắt cặp mắt hắn lóe lên hắn nâng tay vỗ một cái lên trán chủ động thoát khỏi cảnh giới la thiên tiên khi niết bàn quả từ mi tâm chui ra rơi vào trong tay mạnh Hạo khí tức của hắn lập tức giảm xuống sắc mặt hắn càng thêm tái nhật nhưng hắn đứng yên không động thờ ơ nhìn đạo thiên ngươi còn muốn tiếp tục chiến sao mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng ngươi sợ ngươi thời khắc này hẳn đã suy nhược đến cực hạn ta giết ngươi dễ như trở bàn tay đạo thiên hô hấp dồn dập hắn nhìn cuộn tranh tiêu tán trước mặt rồi nhìn mạnh Hạo cười lạnh lên tiếng nhưng trong lòng hắn cũng có chút chần chờ, hắn không nắm chắc trạng thái cường hãn của mạnh hạo còn có thể xuất hiện hay không, giết ngươi, mạnh mổ phải trả cái giá rất lớn. Ta chắc chắn sẽ bị thương nặng, trong như phong giới này sẽ rất khó thu hoạch được gì. Bất quá nếu ngươi có ý muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi, mạnh hạo xoay chuyển ý niệm trong đầu, vốn định dùng bình tĩnh dọa người, nhưng ý niệm vừa động liền nhíu mày. Hắn nhìn đạo thiên, nhấc tay lên, trong lòng bàn tay hắn biết bàn quả lấp lánh lấp lánh, hai mắt Đạo Thiên co rút lại, nhìn chầm chầm Mạnh Hạo. Nếu Mạnh Hạo tỏ ra vẻ bình tĩnh, lập tức hắn sẽ đoán là Mạnh Hạo cố làm vẻ huyền bí. Nhưng Mạnh Hạo lại cau mày, cảm giác như hắn có chút bất đắc dĩ. Điều này lập tức làm cho Đạo Thiên lại cảm thấy có phần không đúng, thử một lần sẽ biết. Đạo Thiên trầm mặt. Trong mắt sát cơ vừa nhoáng, thân thể trong chớp mắt đã chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Đang bởi Admin, chương 1474, Đạo Thiên rút lui. Ngay khi sát niệm của Đạo Thiên đột ngột dân cao, Mạnh Hạo hừ lạnh, thân thể bỗng nhiên lui về sau. Tay hắn cầm niết bàn quả đặt lên mi tâm, ấn một cái, động tác quyết đoán không chút chần chừ, nhất là sát ý trong mắt hắn vô cùng mãnh liệt, ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn về Đạo Thiên như nhìn một cổ thi thể, ầm một tiếng, niết bàn quả sáp nhập vào mi tâm Mạnh Hạo. Chỉ trong chớp mắt, khí thế hắn bừng bừng bạo phát lần bạo phát này không giống những lần trước không để cho đạo thiên kịp di chuyển thân thể hắn đã nhanh chóng bành trướng tỏa ánh sáng xanh lóng lánh tay phải hắn kết ấn hướng về phía đạo thiên bất ngờ vung mạnh lên ngay lập tức căn nguyên thần hỏa tản ra che phủ trời đất sát khí ngập trời nội tâm đạo thiên chấn động mạnh bước chân định đi về trước cũng nhanh chóng dừng lại thân thể bỗng nhiên lui mạnh về sau Đạo Thiên Vốn cũng không phải thật sự muốn cùng Mạnh Hạo quyết chiến sinh tử. Trên thực tế, hắn cũng không muốn tiếp tục đánh, lúc nãy bị trí tôn họa cắn trả khiến hắn lúc này trở nên hư nhược. Quan trọng nhất là, hắn nhận thấy bản thân mình không chắc chắn có thể giết được Mạnh Hạo, thậm chí lúc này, Mạnh Hạo đang ở trạng thái khủng khiếp, đúng như Mạnh Hạo nói, hắn có thể đánh chết mình, pháp này có lẽ có hạn chế về thời gian hoặc cũng hạn chế số lần thi triển. Nhưng vô luận là hạn chế cái gì, Đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn đều phải trả cái giá thật lớn. Chuyện này, hắn vừa rồi cũng không nói dối, hắn mặc dù có thể giết ta, nhưng ta có hồn bất diệt cho nên hắn muốn giết cũng khó khăn. Nhưng đối với cả ta và hắn mà nói, như phong giới còn chưa kết thúc, một khi lưỡng bại câu thương, chẳng những sẽ bị các danh sách khác chiếm ưu thế mà cơ hội ở lại như phong giới này cũng vì vậy mà dừng lại, huống hồ, cho dù chiến đấu đến cuối cùng, hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn giết được ta cùng lắm coi như là hắn cuối cùng bị ta chém chết ta cũng không khỏi bị thương nặng trong thời gian ngắn khó có thể hồi phục sắc mặt đạo thiên vô cùng khó coi nếu như không phải kiên kỵ mạnh hạo thì hắn cũng không phải suy tính nhiều như vậy nhưng hiện giờ sự thật bày ở trước mặt hắn không thể không lo lắng kết quả sẽ là lưỡng bại câu thương lúc hắn lui về phía sau mạnh hạo vẫn đứng tại chỗ cũ không hề đuổi theo mà chỉ lạnh lùng nhìn đạo thiên trừ phi ngươi nhất quyết muốn tử chiến nếu không đừng thử dò xét ta sự kiên nhẫn của ta có hạn mạnh hạo hung hăng bước về trước một bước thiên địa nổ vang mặt đất vỡ vụn hư không cũng rung chuyển dữ dội một cổ khí thế ngang ngược nổi lên từ người mạnh hạo biến thành gió lốc hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm khuếch tán thân thể đạo thiên tiếp tục lui về sau nghi ngờ trong lòng hắn vẫn còn hắn thủy chung cảm thấy mạnh hạo có khả năng chỉ cố làm ra vẻ huyền bí khiến hắn khó có thể nắm bắt bất quá hết thảy đều là hắn đoán Sắc mặt hắn âm tình bất định, cặp mắt chợt lóe sáng, sau đó liền cười ha ha một tiếng, "Mạnh Hạo, ngươi nóng lòng muốn kết thúc trận chiến giữa chúng ta, đường có nhiều đường, ngươi lại chọn đường này." Mạnh Hạo lắc đầu, ký tức toàn thân một lần nữa bạo phát. Thân thể hắn nhoáng lên một cái liền trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Hắn vừa phất tay, thần hỏa đã ngập trời, ầm ầm di chuyển, đánh thẳng đến chỗ Đạo Thiên, Đạo Thiên biến sắc, tay hắn kết ấn lập tức hắt khí trên người bạo phát hắt khí kia xoay tròn biến thành lốc xoáy ầm ầm chuyển động ở chỗ lốc xoáy này lại xuất hiện một bàn tay hướng về phía thần hỏa đánh tới một chưởng trong tiếng nổ ầm ầm toàn thân mạnh hạo bị lửa bao phủ che đậy khuôn mặt hắn khiến đạo thiên không cách nào nhìn rõ hắn chỉ có thể thấy được cặp mắt lạnh như băng mang đầy sát khí của mạnh hạo mạnh hạo cũng không dừng động tác gần như ngay lúc trang nguyên thần hỏa va chạm cùng thuật pháp của đạo thiên, hắn bước tới, nhấc tay lên, miệng khẽ thở nhẹ, sát thần, hai chữ vừa nói ra, mạnh hạo nắm chặt tay, thuận theo ý trời, hóa thành thiên uy, ngưng tụ khí vận của như phong giới. Hắn một quyền hạ xuống, trong cơ thể vận chuyển tu vi la thiên tiên, khiến cho thiên địa phải biến sắc, phong vân cuồn cuộn, mặt đất trung chuyển, cuồng phong gào thét dữ dội, đạo thiên rốt cuộc cũng biến sắc, thân thể lui mạnh về sau hai tay liên tục kết ấn, trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa, cánh cửa này vừa mở ra đã nghe từ bên trong truyền ra tiếng gầm thét, bỗng nhiên chính bạch cốt long từ trong cánh cửa chạy ra, mang theo khí thế như muốn xé rách mọi thứ, chạy thẳng tới chỗ mạnh hạo, ầm ầm, ầm ầm, dưới một quyền của mạnh hạo, cả thế giới như sụp đổ. Chính con bạch cốt long kia rống to, thân mình từng đoạn từng đoạn vỡ vụn. Đạo thiên hô hấp dồn dập, thân thể lóe lên một cái, nhanh chóng lui về sau nghìn trượng truyền ra một tiếng cười mạnh hạo trận chiến này có tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì nữa người lại không muốn tái chiến trần mổ đi đây đạo thiên chỉ là đạo hiệu hắn thật ra là họ trần lời vừa nói xong đạo thiên lập tức lui nhanh về sau thần sắc vẫn bình thản nhưng trong lòng luôn để ý đến chỗ mạnh hạo nếu như ngươi theo lời của ta mà vứt bỏ như vậy không phải là tính cách của ngươi ngươi chính là đang gạt người đạo thiên lui về sau tốc độ cực nhanh bất luận là bộ dạng hay thần tình đều lộ ra ý muốn rời đi mạnh hạo bị thần hỏa bao phủ không thấy được dáng vẻ hắn ra sao chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt hắn hai tròng mắt hắn không có gì thay đổi nhưng dường như có chút băng giá ngay lúc đạo thiên rút lui hắn không một chút chần chừ thân thể nhoáng lên một cái thân thể hắn như một vì tinh tú có thần hỏa lượng lờ bao quanh trong tiếng nổ ầm ầm hắn như một ngôi sao băng với tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía đạo thiên đang rút lui, ầm ầm lao đến, tốc độ cực nhanh, nhìn bộ dáng này, không giống như giả bộ mà là thực sự muốn đuổi kịp đạo thiên. Đạo thiên thấy một màn như vậy, nội tâm không chút chần chừ, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, hắn quả thật vẫn còn chiến lực, có thể duy trì cảnh giới này. Thân thể đạo thiên vừa nhoán, trong chớp mắt mạnh hạo lao tới, thân thể hắn gia tăng tốc độ, trực tiếp kéo giãn khoảng cách, mạnh hạo, ngươi đã gặp qua một cô gái tên gọi tuyết nhi ta coi như ngươi chưa từng thấy qua nàng ta cho ngươi cơ hội đi gặp nàng hôm nay ta không giết ngươi lần sau gặp mặt chính là ngày chết của ngươi đạo thiên lớn tiếng cười tốc độ ngày càng nhanh trong nháy mắt đã đi xa nhiều chuyện thanh âm mạnh hạo từ trong tinh tú vọng ra tốc độ hắn không giảm tiếp tục truy kích sau khi đuổi theo đến mấy ngàn trượng mắt thấy tốc độ đạo thiên cực nhanh xa xa không thấy bóng dáng Mạnh Hạo đang hóa thành tinh tú mới chậm rãi ngừng ở giữa không trung, thanh quang từ từ tản ra, lộ ra thân hình của hắn. Mạnh Hạo thoạt nhìn cũng không có gì bất bình thường. Biết bàn quả ở mi tâm Mạnh Hạo rơi xuống, bị hắn nắm trong tay. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Đạo Thiên trời đi hừ lạnh một tiếng. Lúc này hắn mới xoay người bay về hướng khác. Tốc độ hắn không nhanh, sau một hồi lâu mới hoàn toàn rời xa nơi này, đi đến quốc gia thứ ba lúc mạnh hạo rời đi không lâu trên chiến trường đột nhiên trên mặt đất dâng lên một luồng khói xanh khói xanh ngưng tụ giữa không trung hóa thành hư ảnh của đạo thiên hắn cau mày nhìn mạnh hạo đã đi xa thở dài hắn không gạt ta mạnh hạo này quả thực là một kình địch không ngờ sau khi giao chiến với ta hắn lại dám đi quốc gia thứ ba hư ảnh khói xanh lắc đầu lúc này mới hoàn toàn tiêu tán mà giờ khắc này Mạnh Hạo bình tĩnh từ biên giới của quốc gia thứ tư bước vào quốc gia thứ ba, tại khoảng khắc đi vào quốc gia thứ ba. Thân thể hắn lão đảo một cái. Hắn liên tục phun ra máu tươi, mỗi một nguồn máu tươi phun ra, thân thể hắn liền gầy gò đi một chút. Sau thời gian mấy hơi thở, thân thể hắn liền gầy giống như da bọc xương, thậm chí tóc hắn cũng bị bạc mất một nửa, thần sắc Mạnh Hạo ảm đạm, suýt nữa hắn đã ngã xuống. Cố nén lại khó chịu, Mạnh Hạo cười khổ hắn quả thật là gạt đạo thiên cảnh giới la thiên tiên mạnh hạo có thể duy trì nhưng phải thiêu đốt sinh mệnh mà cưỡng ép thi triển ra đến lúc này hắn đã đến cực hạn không thể tiếp tục được nữa mạnh hạo kiên cường giữ vững đi tới đây lúc này có vách ngăn cản trở đạo thiên cũng không thể phát hiện được hắn không thể tiếp tục chống giữ thời khắc này theo máu tươi phun ra khí tức hắn trở nên hư nhược đạo thiên này rất mạnh mạnh hạo lẩm bẩm khi trước căn nguyên thần hỏa của hắn che đậy khuôn mặt chính là vì muốn không cho đạo thiên nhìn thấu hắn đang thiêu đốt sinh mạng. Mà cuối cùng khi đuổi giết đạo thiên, hắn sở dĩ lựa chọn nhất niệm tinh thần biến, hóa thân tinh tú, cũng là vì chuyện này. Thậm chí sở dĩ lựa chọn quốc gia thứ ba này, cũng là mạnh hạo phân tích phán đoán, khi đạo thiên xuất hành đều nhiều lần né tránh quốc gia thứ ba này. Vì manh mối này cho nên mạnh hạo mới lựa chọn như vậy mà tiếp tục chống giữ cũng may cuối cùng hắn cũng gạt được đạo thiên mà đạo thiên cũng quá đa nghi mấy lần hắn dò xét làm mạnh hạo giống như đang đi trên vách đá vậy chỉ cần mạnh hạo hơi chút sơ sẩy thì sẽ bị nghi ngờ đáng tiếc nếu ta có thể dung hợp hoàn toàn niết bàn quả thứ hai chân chính bước vào cảnh giới la thiên tiên thì ta liền có thể đánh chết đạo thiên còn bây giờ ta vẫn chưa phải là đối thủ của hắn mạnh hạo nhíu mày hắn không thể không thừa nhận từ lúc hắn bắt đầu tu hành cho tới nay hắn đã gặp qua vô số thiên tài người nào người nấy đều không phải kẻ tầm thường thế nhưng gần như không có người nào trong cùng thế hệ là đối thủ của hắn cho dù là các danh sách hắn cũng có thể quét ngang nhưng đệ nhất danh sách đạo thiên này là kình địch của hắn dù sao thời gian mạnh hạo tu hành so với đạo thiên kém hơn rất nhiều hơn nửa nội tình của đạo thiên sâu hắn cũng gặp rất nhiều cơ duyên tất nhiên là bất phàm người có thể trở thành danh sách tuyệt không phải là hạng tầm thường. Hơn nữa người có thể được tuyết nhi truyền nhân của tiên cổ nhận định, thì sao có thể là người kém cỏi được. Cặp mắt mạnh hạo chớp động, hắn lấy ra đang dược nuốt vào miệng, ánh mắt tỏa ra bốn phía. Bất thình lình, cặp mắt hắn co rút lại, ta đã bước chân vào quốc gia thứ ba, tại sao không có uy áp xuất hiện? Mạnh hạo bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Lúc trước hắn đi qua vách ngăn của bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ có uy áp xuất hiện nhưng duy chỉ có quốc gia thứ ba này lại không có. Đạo Thiên nhiều lần đều muốn tránh xa quốc gia thứ ba này. Bên trong quốc gia thứ ba này sợ là có điều bí ẩn. Bất quá với ta mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, ta có thể tĩnh tâm trị thương ở chỗ này. Nhưng chỗ này quá quỷ dị, ta cũng không thể ở lại đây lâu dài. Đợi thương thế tốt hơn một chút, ta phải lập tức trở về quốc gia thứ chín mạnh hạo thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng về phía xa không bao lâu sau tại một chỗ bên trong dãy núi mạnh hạo lựa chọn một sơn động bí mật sau khi bước chân vào bên trong tĩnh tọa hắn liền đem sơn động này phong ấn lại nhưng ngay khi mạnh hạo vừa tĩnh tọa bỗng nhiên hắn mở mắt ra trong túi trữ vật của hắn mặt nạ màu máu thời khắc này lại phát ra huyết quang mãnh liệt thậm chí túi trữ vật cũng không thể che đậy mà lộ ra ánh sáng đỏ cùng lúc đó mạnh hạo cảm nhận được rất rõ khí tức huyết ngao thức tỉnh đã qua rất nhiều năm rồi kể từ lần huyết ngao vì bảo vệ mạnh hạo mà tiêu tán cũng có mấy lần huyết ngao xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh nhưng lần này là lần mãnh liệt nhất mạnh hạo vui mừng hắn lập tức từ bên trong túi trữ vật lấy ra mặt nạ màu máu thần thức của hắn tản ra sáp nhập vào bên trong khi hắn cảm nhận được huyết ngao giữa hắn cùng huyết ngao liền tạo thành một loại tâm thần liên kết hắn cảm nhận được có một loại khí tức máu tươi khí tức này đối huyết ngao có sức dụ dỗ mãnh liệt, làm nó thèm khát. Dường như lúc này nó vùng vẫy thức tỉnh cũng bởi vì sự hấp dẫn của khí tức máu tươi này, mà khí tức máu tươi này đến từ chỗ sâu trong lòng đất, đăng bởi, admin, chương 1475, hết thảy vì chân đạo. Gần như ngay khi Mạnh hạo bước chân vào quốc gia thứ ba, trên núi quốc vận của quốc gia thứ ba, nam nhân trung niên mặt đế bào đang khoanh chân tĩnh tọa, trước mặt của hắn nổi lơ lửng một quả cầu thủy tinh quả cầu thủy tinh này tia sáng lưu chuyển bên trong dường như tồn tại một thế giới bị tách rời nếu cẩn thận đi xem có thể thấy rõ ràng ở trong thế giới bị tách rời này bất ngờ có ba thân ảnh như ẩn như hiện đang phát ra tiếng gào thét thê lương dường như muốn chạy ra nhưng lại không làm được thân ảnh ba người kia nếu như mạnh hạo ở chỗ này hắn lập tức sẽ thất kinh thậm chí sẽ da đầu tê dại tâm thần rung động bởi vì hắn biết hai người trong đó một người chính là đồng tử Hồng Bân đã chết, mà một người khác lại là danh sách thứ 10 Hải Đông Thanh. Về phần người thứ ba, có thể tưởng tượng, hắn phải là danh sách núi thứ hai chết ở trong tay Đạo Thiên. Ba người này rõ ràng đã chết, có thể nhìn bộ dáng quả cầu thủy tinh, không ngờ lại phong ấn hồn bọn họ, chuyện này lộ ra quỷ dị. Đúng lúc này, bỗng nhiên, hai mắt trung niên đế bào kia bỗng nhiên mở ra, lộ ra một u mang, Sa Nghi nhìn phương hướng biên giới giữa quốc gia thứ ba và quốc gia thứ tư, khu vực mà Mạnh Hảo bước chân vào. Tu vi của hắn không cao, thậm chí cũng chưa tới tiên cảnh, nhưng cố tình ở trên người hắn lại có một cổ khí tức kỳ dị lượng lờ, khiến cho cả người hắn tràn đầy thần bí khó lường. Cùng lúc đó, khi hắn mở mắt ra, chung quanh hắn xuất hiện từng đạo thân ảnh mơ hồ, từng tên một hoặc là đứng ở đỉnh núi, hoặc là lơ lửng giữa không trung, mỗi một thân ảnh đều mặc một thân áo bào đen, đầu đều che kín không thấy rõ bộ dáng, nhưng trên người bọn họ lại đều tản ra dao động cổ cảnh. Phải biết tu sĩ như phong giới này không có cách nào tu hành đột phá đến tiên cảnh, càng không cần phải nói cổ cảnh. Nhưng ở chỗ này lại lập tức có nhiều cường giả như vậy, thậm chí ở trong những hắc y nhân này, có hai ba người tu vi dao động mạnh. Nhưng lại không kém gì trưởng lão mười đèn trở lên của các tông môn gia tộc Sơn Hải giới, thậm chí còn mạnh hơn, bọn họ không nói một lời vây quanh bốn phía, dường như đang đợi mệnh lệnh của trung niên đế bào kia. Trung niên đế bào vẽ mặt như thường vung tay một cái, trước mặt của hắn xuất hiện một màn hình ảnh, trong hình chính là Mạnh Hạo trước bước chân vào quốc gia thứ ba. Hắn nhìn Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nhìn Mạnh Hạo thân thể gầy, nhìn hắn hư nhược vô cùng, cặp mắt trung niên đế bào nhanh động một cái, lâm vào trầm tư, có tin tức của nữ nhân kia sao? Hắn bỗng nhiên lên tiếng, đã phái người đuổi giết, nhưng nàng này xảo trá, chạy trốn đến nay vẫn không bị giết chết. Ở xung quanh, một người áo đen chậm rãi lên tiếng, thanh âm khàn khàn, dường như tuổi không nhỏ, nàng là biến số, ngươi tự mình đi một chuyến đi, thời gian kéo dài quá lâu, vì bảo đảm vạn nhất, mau sớm đánh chết. Trung niên đế bào bình tĩnh nói, hết thảy vì chân đạo. Người áo đen kia hít sâu một hơi, ông quyền cúi đầu, nghiêm túc lên tiếng, hết thảy vì chân đạo. Trung niên đế bào nhàn nhạt nói, hết thảy vì chân đạo, lúc này, toàn bộ những người áo đen khác cũng đều cúi đầu ngữ khí kiên định, mang chấp nhất đồng thời lên tiếng, về phần Mạnh Hạo này, người này bé nhỏ không đáng kể, giống như đạo thiên đều là con kiến trong cuộc thôi, không cần để ý tới, nếu hắn dám tới núi quốc vận cũng sẽ giống như đạo thiên kia, thương hoảng mà chạy, từ nay về sau không dám bước chân vào quốc gia thứ ba nửa bước, việc danh sách nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không tham dự, chỗ dùng của bọn chúng không phải là hiện tại mà bản đế lại có một ít thời gian, liền có thể ly khai núi này, khi đó, chính là là lúc thành tựu đại sự của chúng ta. Trung niên đế bào mỉm cười, biết nhìn quả cầu thủy tinh trước mặt, hồi lâu sau, hai mắt nhắm nghiền, những người áo bào đen chung quanh hắn kia từng tên một trầm mặt, ôm quyền cúi đầu, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, biến mất trong bốn phương tám hướng, quốc gia thứ ba, trong động phủ, lúc này mạnh hạo nội tâm chấn động, hắn nhìn mặt nạ màu máu trong tay, lại nhìn một chút mặt đất, hai mắt hơi nhoáng lên một cái thần thức bỗng nhiên tản ra theo mặt đất lan tràn đi vào dưới lòng đất hồi lâu sau hắn nhíu mày thần thức của hắn không có phát hiện chút chỗ bất đồng nào nhưng cố tình từ chó ngao trong mặt nạ màu máu trong trạng thái vùng vẫy và thức tỉnh của nó xuyên thấu khát vọng lại mãnh liệt hơn cho tới bây giờ mạnh hạo chưa từng ở trên chó ngao cảm nhận được khát vọng như vậy dường như nếu có thể thu hoạch loại khát vọng này chẳng những chó ngao có thể lập tức thức tỉnh thậm chí còn sẽ xuất hiện lột xác hoàn toàn khác trước sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất nơi này đến cùng ẩn giấu cái gì mạnh hạo như có điều suy nghĩ không lại tùy tiện hành động mà là sau khi thu hồi mặt nạ màu máu nhắm mắt lại bắt đầu tỉnh tọa trị thương đang dược phối hợp cảnh giới vĩnh hằng thương thế của mạnh hạo đang nhanh chóng khôi phục cho đến ba ngày sau hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra lộ ra một chút ánh sao khôi phục sáu thành sau này khôi phục cũng chậm mạnh hạo lẩm bẩm trong ba ngày này, khát vọng của chó ngao bên kia lại mãnh liệt hơn. Mạnh hạo vỗ túi trữ vật, lập tức anh vũ và bị đóng bay ra. Hai tên này vừa bay ra liền lập tức khẩn trương nhìn xung quanh, sau khi không phát hiện ra nguy hiểm, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Đạo thiên không có đuổi giết, mạnh hạo hừ lạnh một tiếng, anh vũ và bị đóng khi thì dường như không sợ sống chết, khi thì lại nhát gan khó được, khiến mạnh hạo cũng nhức đầu. Hắn mới không tin khi hắn cùng đạo thiên giao chiến thì anh vũ và bị đóng không biết, thậm chí Mạnh Hạo cũng nghĩ tới bắt bọn nó triệu hoán ra ngoài, nhưng không ngờ khi đó hai kẻ này giả bộ như chết, hắc, chuyện này ngươi cũng không thể oán trách ngũ gia, lấy bản lãnh của ngũ gia, một ánh mắt liền có thể diệt sát đạo thiên kia trăm ngàn lần, thật sự là lúc đó ta ngủ gật, ha ha, anh Vũ chột dạ cười to, tam gia không nghĩ như vậy, tam gia cho rằng, ngươi cần lịch lãm, muốn trở thành cường giả liền cần không ngừng đi lịch luyện, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không tam gia ta sẽ không vì ngươi mà ra tay. Bị đống nghiêm túc lên tiếng, nó vừa nói như vậy, mạnh hạo rất kinh ngạc. Trước kia, bị đống đều là cùng một ngữ khí với anh Vũ mới đúng, đừng nói là mạnh hạo, ngay cả anh Vũ cũng đều sửng sốt, hai người các ngươi cãi nhau. Mạnh hạo tò mò hỏi, anh Vũ vội ho một tiếng, uy hiếp trừng mắt liếc nhìn bị đống một cái, lão tam nói chính xác. Xem ra ngũ gia cũng không cần thiết gạt ngươi, không sai, trừ phi là ngươi chân chính sống chết trước mắt, nếu không, chúng ta sẽ không xuất thủ, anh vũ một bộ tiền bối cao nhân, không sai, con chim đáng chết, con chim tà ác, tam gia cãi nhau với nó, tam gia từ đó về sau cùng nó thế bất lưỡng lập. Bị đóng lập tức tức giận trống lớn, ngươi nói cái gì, ngươi có dám nói lại một lần nữa hay không? Anh vũ lập tức toàn thân lông dựng lên, giọng the thế nói, ba lần tam gia cũng dám nói, bị đóng trống giận, trừng mắt anh vũ. Mạnh hạo lập tức nhức đầu, Mắt thấy hai tên này muốn cãi vã, hắn khẽ quát một tiếng, đủ, muốn nháo thì trở về túi trữ vật các ngươi nháo đi. Anh Vũ, ngươi tới xem một chút chỗ này có cái gì không đúng, bị đóng, ngươi cũng tới xem một chút, nơi này có vấn đề, ác cũng có ác bá. Mạnh hạo lập tức lên tiếng, bị đóng vốn là kinh thường, vừa nghe có ác bá, lập tức cặp mắt sáng, cẩn thận nhìn về phía mặt đất, nhìn một chút, nó bỗng nhiên hít ngược một hơi, thật sự có ác bá, rất nhiều ác bá anh Vũ cũng là nhìn xem sau, vẻ mặt đột nhiên biến hóa, lộ ra không thể tin. Sát hoang huyết dẫn thiên ly trận, loại sát trận viễn cổ này, giờ này lại còn người nào có thể bố trí đi ra, trận này chủ trọng hiến tế, nơi này hiến tế chính là, không có khả năng. Mạnh hạo ánh mắt nhán lên một cái, thần thức tản ra, trực tiếp liền dung ở cùng một chỗ với anh Vũ và bị đóng. Lúc này, đầu óc hắn ầm một tiếng, trước mắt hắn xuất hiện vô số hình ảnh, hắn thấy được, ở chỗ sâu trong mặt đất, ở phía dưới vô tận, bất ngờ tồn tại một địa cung to lớn. Địa cung này vô cùng to lớn, có 99 cái hố máu to lớn, trong hầm máu tươi sôi trào, như bị thiêu đốt, tản ra một loạt sương mù màu máu, đang chậm rãi bay lên không. Xung quanh 99 cái hố máu, vây quanh vô số tu sĩ, những người này tu vi đều không cao, từng tên một da bọc xương, nhưng vẻ mặt lại lộ ra cuồng nhiệt, ở mọi chỗ cạnh hố sâu không ngừng tách rời cánh tay, phóng ra máu tươi. Mơ hồ, ở trong địa cung này, còn có một loạt chú ngữ thấp giọng đang chậm rãi vang lên. Chỗ xa hơn, có mấy chục người áo bào đen đang khoanh chân tĩnh tọa, dường như đang bảo vệ, dường như bị trận pháp trở ngại. Mạnh hạo thấy không rõ tu vi của bọn họ, càng làm cho mạnh hạo thất kinh, là ở trong 99 hố sâu này, bất ngờ mỗi một chỗ đều có một tu sĩ khoanh chân đang ngồi, một cái 99 cái tu sĩ, đều khoanh chân ngồi ở trong hố sâu, bị máu tươi bao trùm, nếu như không phải có phương pháp đặc thù cẩn thận đi xem, căn bản là không nhìn ra, mà Mạnh Hạo biết một tu sĩ trong chỗ hố sâu chính là lão già quốc gia thứ chín, Kiếm đạo tử. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, mượn anh vũ và bì đống, ánh mắt của hắn xuyên thấu 99 hố sâu này, thấy được càng phía dưới, 99 cái hố máu này như cái phễu, càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng hóa thành lỗ nhỏ, mà ở phía dưới lỗ nhỏ này, ở dưới 99 hố sâu, có một cái lối đi mà ở dưới cái lối đi này bất ngờ vẫn tồn tại một địa cung nhỏ hơn rất nhiều giống như một cái mật động như dính liền địa cung trên mặt giống như một cái đảo hồ lô trong động xung quanh để một số pho tượng những pho tượng này khắc lại là một loạt con linh thú có khi là quy có khi là hạt còn có một cái là một con dơi giữa những pho tượng này dường như có một ánh mặt trời tuyến vây quanh bọn chúng liên tiếp ở cùng một chỗ tạo thành một cái vòng tròn mà ở trong hình tròn này trong mật động kia, có một khối băng màu máu. Trong khối băng màu máu này, có thể thấy được phong ấn một con dơi màu máu. Con dơi này bất ngờ giống như đúc pho tượng con dơi ở xung quanh kia, lúc này, khối băng này đang hòa tan, mà mỗi khi hòa tan một chút sẽ có huyết khí tăng lên, truyền vào bên trong lối đi, lại bị 99 cái lỗ nhỏ trên lối đi kia hấp thu, đây là cái gì? Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, hắn chỉ là liếc nhìn khối băng màu máu kia một cái. Lập tức liền có khí tức tà ác vô biên ầm ầm ập vào mặt, cho dù là thần thức đi xem, cho dù cách anh Vũ và bì đóng mạnh hạo như cũ có thể cảm nhận được, trong tà ác ẩn chứa lực lượng điên cuồng và kinh khủng, đây cũng không phải tu sĩ có thể nắm giữ, phản phất là vượt qua quy tắc thiên địa, thậm chí vượt qua căn nguyên tồn tại, đó là Nghịch Linh, anh Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm, đăng bởi admin, chương 1476, thay vào đó. Nghịch Linh đối với từ ngữ này mạnh hạo rất xa lạ nhưng hắn có thể cảm nhận được đối với cái từ ngữ này anh vũ dường như mang hồi ức và phức tạp nào đó bị đống đầu tiên là mờ mịt rồi sau đó dường như nhớ ra cái gì đó thân thể mạnh run run một chút cùng lúc đó huyết ngao bên trong túi trữ vật mặt nạ màu máu của mạnh hạo truyền ra khát vọng và dao động mãnh liệt hơn dường như nó muốn đi cắn nuốt con dơi màu máu kia mạnh hạo sắc mặt biến hóa âm tình bất định thần thức thu hồi từ trong địa cung kia ở trong động phủ mắt hắn lộ ra suy tư dường như đang chần chờ nhưng huyết ngao trong mặt nạ màu máu khát vọng càng mãnh liệt lúc này mãnh liệt đến cực hạn người muốn nuốt nó mạnh hạo lẩm bẩm mạnh cắn răng một cái tu vi của hắn nếu muốn khôi phục toàn bộ cho dù có đang dược cùng với cảnh giới vĩnh hằng cũng còn cần ít nhất thời gian hơn một tháng nhưng hơn một tháng này biến cố nhiều lắm quốc gia thứ ba này quỷ dị từ đáy lòng Mạnh Hạo không muốn dừng lại ở chỗ này lâu, ta giúp ngươi. Đối với chó ngao, Mạnh Hạo có tình cảm đặc thù, hắn vĩnh viễn không thể quên mất, từ lần đầu tiên mình nhìn thấy được chó ngao, bộ dáng nho nhỏ kia cùng với lưu luyến đối với mình, nuôi lớn chó ngao này từ nhỏ, trong khi kế thừa huyết tiên, chó ngao hộ chủ, còn có cho dù là vì Mạnh Hạo chết đi, cũng không chần chờ chút nào, chỉ là quay đầu lại, muốn đi nhìn mặt Mạnh Hạo thêm một chút dường như động tác này có thể làm cho nó thỏa mãn từng hình ảnh chuyện của hiện lên mạnh hạo có thể nào quên mất con chó hộ chủ trung thành này tại khoảnh khắc mạnh hạo quyết định anh vũ thất kinh ngươi điên đó là nghịch linh là tồn tại thần bí trong thiên địa mặc dù một tôn nghịch linh này cơ hồ đã gần với tử vong nhưng cũng không phải ngươi và chó ngao có thể rung chuyển anh vũ hét lên người như phong giới này có thể lợi dụng tôn nghịch linh này như vậy ta vì cái gì không thể mạnh hạo không chần chờ nữa chân phải nâng lên hướng về mặt đất một bước cả người lập tức chìm vào lòng đất anh vũ tê kêu một tiếng dường như cũng bất cứ giá nào chạy thẳng tới đuổi theo mạnh hạo bị đóng chớp chớp mắt cũng lập tức đi theo chết tiệt đoạt xá nghịch linh cắn nuốt nghịch linh thay vào đó điên mạnh hạo điên con chó ngao kia điên mụ nội nó ngũ da cũng điên anh vũ lẩm bẩm theo kịp bị đóng ở một bên cũng hét lớn một tiếng, tam gia cũng điên. Gần như ngay khi Mạnh Hạo chìm vào lòng đất, dựa theo phương hướng vừa rồi thần thức phát giác, vội vã đi trong nháy mắt, trên núi quốc vận của quốc gia thứ ba, nam nhân trung niên mặt đế bào đang khoanh chân tĩnh tọa, bỗng nhiên Mạnh mở mắt ra, cả người chớp mắt đứng lên lộ ra một chút rung động cùng không thể tin, cũng có tức giận trực tiếp ngập trời, chết tiệt, chỗ nghịch linh huyết tán có trận pháp che đậy thần thức, ẩn tàng cửa vào, cho dù là đạo cảnh đều không nhìn ra chút nào, mạnh hạo, hắn làm sao sẽ phát giác được. Trung niên đế bào sắc mặt cấp tốc biến hóa, hắn theo bản năng sẽ phải cất bước đi ra, nhưng bước chân vừa mới nâng lên lại không để xuống, liếc nhìn quả cầu thủy tinh trước mặt, sắc mặt hắn càng âm trầm hơn, đi giết hắn, mang đầu hắn đến, điều tra xem vì cái gì hắn có thể thấy được chỗ huyết tán. Hắn âm lãnh lên tiếng, lập tức chung quanh hắn trong nháy mắt xuất hiện 17, 18 thân ảnh áo đen, những thân ảnh áo đen này cúi đầu, thanh âm truyền ra, hết thảy vì chân đạo. Bọn họ nói xong, thân thể nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã đi xa, ly khai ngọn núi quốc vận này, dưới lòng đất quốc gia thứ ba, lúc mạnh hạo tới gấp rút xuyên qua, vẻ mặt hắn mang tàn nhẫn, trong mắt tràn ngập sát cơ, lúc này tuy rằng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có thể phát huy ra 6-7 thành tu vi, triển khai có thể bạo phát ra toàn bộ tốc độ, hướng về chỗ sâu dưới lòng đất càng ngày càng gần, mặt đất một mảnh đen như mực, không thấy được đường, mạnh hạo thần thức tản ra, cũng không tìm được chút nào, nhưng dựa theo vị trí trước nhìn với anh Vũ, không bao lâu, mạnh hạo ở chỗ sâu dưới lòng đất đột nhiên ngừng lại, phải là xung quanh đây, hai mắt mạnh hạo nhoáng lên một cái, nhìn về phía anh Vũ, anh Vũ đích nói vài câu, bỗng nhiên toàn thân tràn ra tạp ánh sáng, phiến ánh sáng này hướng về bốn phía mạnh khuếch tán, cùng theo tia sáng tản ra, lập tức ở phía trước mạnh hạo, trong thần thức của hắn tìm được nơi địa cung sở tại. Khi nhìn thấy địa cung này, mạnh hạo hung hăng cắn răng một cái, hắn biết quốc gia thứ ba này quỷ dị, mà bản thân mình tu vi chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu phải chiến, như vậy thì cần tốc chiến tốc thắng. Mạnh hạo thân thể mạnh hướng về một phía, buồn buồn tiếng cầm rú, lập tức vang vọng trong mặt đất này, thân ảnh của hắn giống như một mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên thấu bùng đất phía trước, khi xuất hiện, không trực tiếp tiến vào bên trong địa cung mà là cả người đánh vào một đạo vách ngăn vô hình, vách ngăn này cực mạnh, khi thân thể mạnh hạo va chạm, lập tức bị phản chấn, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lui về sau, mặt đất rung rẩy, từng cái khe nứt theo chấn động hiện lên trên mặt đất, cùng lúc đó, tu sĩ trong địa cung này cũng đều nghe được tiếng gầm rú, thậm chí cảm nhận được chấn động xung quanh, những tu sĩ vây quanh mọi chỗ cạnh hố máu, đang rạch mạch máu phóng ra máu tươi, đều vẽ mặt biến hóa đồng loạt ngẩng đầu cùng lúc đó mấy chục tu sĩ mặc áo bào đen làm bảo vệ xung quanh khoanh chân ngồi ở phía xa thấy không rõ bộ dáng cũng đều trong nháy mắt đứng lên nhìn về phía truyền đến tiếng nổ trong địa cung mạnh hạo rống lớn anh vũ anh vũ rối tung hét lên toàn thân tia sáng lần nữa lóng lánh phiến tạp ánh sáng này trong giây lát toàn bộ ào ào tiếng đến vách ngăn vô hình kia mở cho ngủ ra, anh vũ hét lớn một tiếng lập tức tạp ánh sáng và vách ngăn kia dường như hòa tan vào nhau xuất hiện một cái lỗ hổng mạnh hạo không chần chờ chút nào thân thể bỗng nhiên chạy ra trong nháy mắt liền theo cái lỗ hổng này trực tiếp xuyên thấu vào bước chân vào trong địa cung những việc này xảy ra cực nhanh mạnh hạo tuân theo nguyên tắc chính là tốc chiến tốc thắng cứng rắn một bước vào địa cung lập tức liền có từng tiếng hừ lạnh vang lên mấy chục người người áo bào đen kia nhưng lại toàn bộ bay ra Mỗi một tên trên người đều tản ra dao động cổ cảnh tu vi, lúc này đồng loạt tản ra, lập tức khí thế ngập trời, dường như liên hiệp lại cùng một chỗ, tạo thành một cổ trùng kích chạy thẳng tới Mạnh Hạo, chết tiệt, như phong giới này không phải là không có tiên cảnh sao, như thế nào lại có những cổ cảnh này. Mạnh Hạo đứng mũi chịu sào, sắc mặt biến hóa, tay phải nâng lên về phía trước Mạnh vung lên, lập tức căn nguyên thần hỏa ầm ầm tản ra, đối kháng mấy chục tu sĩ áo bào đen kia, trong tiếng nổ tầm ầm Mạnh hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lui về phía sau, mà mấy chục người áo bào đen kia từng tên lui về phía sau vài bước, nhưng trong chớp mắt, liền trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng, cấp tốc vọt tới, từng đạo thần thông biến ảo, từng đạo thuật pháp ánh sáng rực rỡ liên tiếp thành một phiến, rầm rầm đập tới mạnh hạo, mạnh hạo ánh mắt nhán lên một cái, lôi đỉnh xuất hiện, tiếng sấm truyền ra, ti chớp trôi đi, nhưng không cách nào triển khai di hình hoán vị, mạnh hạo nội tâm trầm xuống lập tức thu hồi, thân thể không dừng lại chút nào, mạnh cất bước đi ra, giết những tu sĩ đang tới này, cút ngay. Mạnh hạo trống lớn, dựa vào thân thể cường hãn đi chống cự những thần thông thuật pháp cai, mà người hắn giống như bạo long, đấu đá lung tung, tay phải diệt sinh, tay trái nhập ma, hai quyền đồng thời về phía trước một banh, lập tức một cổ lực lượng cùng bạo bạo phát, trực tiếp đánh bay khi bảy tám tu sĩ áo bào đen trước mặt hắn, khiến cho bảy, tám tên này máu tươi phun ra, mà Mạnh Hạo tốc độ như sấm chớp, chạy thẳng tới địa cung phía dưới 99 chỗ hố máu, dừng, có thanh âm âm lãnh truyền ra, mấy chục tên áo đen kia lần nữa cản trở Mạnh Hạo, trong đó có ba người áo đen phất tay bất ngờ có từng con hải long gầm thét ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, hải thần giới đạo pháp. Mạnh Hạo cặp mắt co rút lại, nhìn những hắc y nhân này, hắn hừ lạnh bấm quyết, lập tức từng ngọn núi phủ xuống, tạo thành dãy núi, hướng về bốn phía âm ầm đập ra mà thân thể hắn lần nữa hướng về phía trước, cách hố máu gần nhất chỉ có trăm trượng, mặt đất chấn động, địa cung rung rẩy, những người áo đen kia có không ít máu tươi phun ra, nhưng lại như giống như điên, lần nữa cản trở, lần này, bọn họ lẫn nhau bấm quyết, triển khai một loại thuật pháp kỳ dị, chân đạo gián. Thanh âm truyền ra, một cổ lực lượng quy tắc âm ầm, ầm xuất hiện, hóa thành tấm lưới lớn bao phủ bốn phương tám hướng, muốn che đậy mạnh hạo, mạnh hạo sắc mặt biến hóa, Thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành đại bàn màu vàng, khi tấm lưới lớn quy tắc lại tới, hắn bỗng nhiên chạy ra, trực tiếp đánh vào trước người một người áo đen, tầm một tiếng, người này toàn bộ tinh thần sụp đổ, Mạnh Hạo chạy ra hơn 50 trượng, kim bằng hóa thành hình người, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, bỗng nhiên một chỉ tay, yêu phong đệ bác cấm. Lần này, hắn cấm không phải là một người, mà là một đám người, còn có tấm lưới lớn quy tắc phủ xuống kia, dưới một chỉ tay này tất cả người áo đen đều thân thể chấn động, tấm lưới lớn quy tắc kia cũng là chợt ngừng, nhưng mạnh hạo trả giá cao, một dạng thảm trọng, miệng to phun ra máu tươi, nhưng thân thể lại không dừng lại chút nào, dán lên một cái dưới, đột phá 50 trượng cuối cùng kia, xuất hiện ở bên cạnh một hố máu, tay phải nâng lên hướng về hố máu trước mặt cách không một trảo, hướng ra phía ngoài mạnh sốc lên, lập tức máu tươi trong hố sâu ầm ầm dâng lên, hướng về bốn phía trực tiếp nổ tung, lộ ra một lão già bên trong lão già này trước thật đắm chìm trong máu tươi đang hấp thu, lúc này bị mạnh tâm cắt ngang, trong nháy mắt mở mắt ra, hắn vốn là vấn đỉnh tu vi, nhưng lại tại một khoảnh khắc này, tu vi kéo lên, nhưng lại, đạt tới tiên cảnh, nhưng không có tiên môn, lão già gầm nhẹ, đang muốn phản kháng, mạnh hạo hừ lạnh, tay phải như ti chớp bắt được, trực tiếp cầm lấy cánh tay của lão giả này, trung lên, tiếng răng rắc truyền ra, lão già phát ra tiếng hét thảm thê lương, cả người xương cốt lập tức vỡ vụn bị mạnh hạo một phen ném ra sau mạnh hạo nhoáng lên một cái chạy thẳng tới này lỗ nhỏ dưới hố sâu một bước đi hắn vừa mới đi ra tiếng đổ vang ngập trời vô số thần thông đạo pháp trực tiếp nổ tung ở nơi hắn đã từng đứng những người áo đen kia từng tên một khí thế nổi lên bay nhanh từ bốn phía nhanh chóng lại tới nhưng không đợi bọn chúng đến thân thể mạnh hạo liền hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp chìm vào trong cái lỗ nhỏ đáy hố máu kia xuyên thấu mà qua chạy thẳng tới lối đi dưới địa cung, gần như khi hắn bước chân vào lối đi này trong nháy mắt, trong địa cung tia sáng lóng lánh, mấy chục người áo bào đen kia sau khi liếc nhìn nhau, đều cắn răng thân thể hóa thành cầu vồng, theo hố máu mạnh hạo đi, nháy mắt lại tới, nhất nhất rút vào, truy kích đuổi theo đăng bởi, admin.